Ngồi đông trong đây, nhà Đức nó bảo đảm cũng có những người đang buồn giận để trong tâm. Buồn chút tí cũng bỏ nữa. Chút tí cũng bỏ nó thiệt luôn á quý vị. Buông càng sớm càng tốt. Đừng có để trong tâm chi. Những Đức nói có những người nghe chồng hay vợ nói tới một tiếng buồn phiền gì nghe, nằm cả đêm không ngủ, hút hít. Cái nằm đó, cái gối ướt nhẹp, nằm bà khóc. Mà thường khóc là tức tưởi vậy. Chồng nó tức lên là mày im cho tao. Mày cứ ướt hoài tao ngủ không được. Tức thêm nữa. Cái nào? Ức lìa mà. Một cái bị chữ, một cái tát tai, mà nó đem nó đặt vào tâm để quay ra để rồi suy nghĩ. Có những người một cái tức tưởi, một cái bị chửi, một cái tát tai đó mà đi đến cái chỗ, có chỗ tự tử, kết liễu cuộc đời. Tức quá kết liễu cuộc đời là vì sao? Nhớ lại ngày xưa bao nhiêu lời hứa hẹn, bao nhiêu lời thương yêu, mà bây giờ nó quay lại nó chửi mình một câu, nó chửi cha chửi mẹ mình, rồi nó tát tai mình. Cái tát tai nó không đau, mà nó tổn thương cái lương tâm mình, nó tổn thương cái tâm mình. Tại vì cái tâm mình nghĩ chồng mình là số 1, vợ mình là số 1. Nhưng mà bây giờ nó quay ngược lại, nó trả mình một câu, nó trả mình một cái tát tai. Cuối cùng mình sụp đổ trong tâm mình những cái sự mà mình cho nó là đẹp nhất trong cuộc đời. Rồi cuối cùng mình thấy rằng bây giờ mình làm cho hả dạ, hả tâm mình. Để tôi chết cho ông biết. Là chết mà cũng để cho người ta biết được rằng tôi sẽ chết cho ông biết thưa ông có thương tôi hay không. Nhưng mình chết queo rồi mình có biết có thương hay ghét. Cuối cùng mình cũng chết queo rồi còn cái gì nữa mà biết hay không biết. Tự nhiên mình tàu lao làm chi à. Mình đã chết rồi thì mình làm sao mình biết nó còn thương mình hay là nó ghét mình. Mình phải sống cho tốt mình mới biết được nó có thương mình hay không. Hiểu không quý vị? Nó ví dụ như giờ thằng chồng mình nó bỏ mình phải sống cho thật là tốt, mình chống mắt mình coi coi thằng chồng mình nó tốt hay không. Đúng không quý vị? Hai vợ chồng đã chia tay nhau rồi, mình là người biết đạo mà giờ mình đi lấy người đàn ông khác thì làm sao? Thằng chồng mình nó nói dùng con nhỏ này đi học Phật mà nó tào lao. Bây giờ tao bỏ mày là đúng rồi. Hiểu không? Hầu cấp có tao cũng được rồi mà mày với tao chia tay, tao tưởng là mày học Phật rồi, mày yên rồi, vậy là mày được rồi. Mày rảnh rồi, mày khỏe rồi. Vậy mà bây giờ mày còn đi tìm cái cực khổ, cái phiền phức. Đúng không? Tao nói là vợ chồng đến với nhau cũng như là nó đeo mang khổ đau. Rồi sanh con ra nó đeo mang theo một cục eo. Khổ. Thấy phải không? Tạo dựng một gia đình là tạo dựng cái lo lắng đúng không quý vị? Ngày xưa mình một mình tự tại biết nhiêu nói mà mình muốn lo. Hưởng có một chút nhưng mà lo thì nhiều. Nhưng từ từ để vì thấy có hưởng gì đâu. Nó giống như nước đổ lá môn vậy đó. Phải không? Nghe đi rồi suy nghĩ. Suy nghĩ rộng ra một chút. Thấy không? Các vị coi á. Khi tình cảm vợ chồng mà đến với nhau rồi viết từ từ giống như là hát tuồng mỗi ngày vậy đó. Giống như tuồng cũ mà hát hoài hát chứ cũng chán muốn chết. Đã là chán rồi mà còn đi tìm tuồng mới nữa. Mà có gì tuồng nào đâu mới. Nó chỉ có nhiêu đó thì tuồng nào cũng là tuồng này. Thì nó có nhiêu đó thôi. Miệng, mũi, ngực, mông, nó có nhiêu đó thôi. Có gì lạ cái gì giờ? Đúng quý vị? Nó. Còn đàn ông thì miệng, mũi, keo. Quý vị coi có cái gì đâu lạ. Thì đã có rồi thì nên trân quý mà sống đi. Còn nếu như mà không còn duyên nợ nữa thì nếu chúng ta nghe đạo rồi chúng ta lo mà nuôi con cái. Đừng có bước thêm chi nó mắc công mệt. Có những người nói tại vì nợ nần thì phải trả thôi. Cứ đổ thừa cho nghiệp không à. Tại sao chúng ta không vượt qua? Mà nếu mình đặt cái tâm vào con mình để mình lo cho con mình nhiệt tình thì mình không có dính là bậy. Mà nhất là con cái nó đã lớn rồi mà mình là nhất là người đàn bà. Đàn ông nó còn đỡ nha quý vị.
Đàn ông vậy đó mà con cái nó đỡ mắc cỡ hơn. Tại vì người xưa ta nói câu đàn ông thì năm thê bảy thiếp, phụ nữ chính viên có một cái thằng chồng. Thưa quý vị, nó nói tam tùng tứ đức, phụ nữ là phải đặt vai trò cao nhất. Tại người phụ nữ vậy nó mới dạy được con tốt đẹp. Nên mình học Phật làm sao mà cho người ta tôn trọng quý vị? Ngay cái chỗ gì? Ngay cái chỗ nếu như quý vị đã hết duyên hết nợ với chồng với vợ, quý vị nên sống như vậy mà cuộc đời còn lại để dành hết cho con và tu hành hướng đến giải thoát. Đừng có tạo thêm cái sự phiền phức chói buộc trong cuộc đời làm chi. Phải chi mình không biết tu, mình còn thấy đó là sự cô đơn nên mình đi tìm cái bùi nhùi khác. Còn bây giờ mình biết tu rồi, mình bồi dưỡng ngay cái đạo đức của chùa chiền, mà nghe pháp gặp chùa mình là một đại gia đình. Vậy mà mình còn đi tìm bùi nhùi. Tìm bùi nhùi rồi thì mình nghĩ đi, bao nhiêu đứa con lớn lớn của mình nó sẽ nhìn mình bằng cặp mắt gì? Con mình sẽ nói mình sao rồi nó tiếp nhận Phật pháp không? Mẹ tôi, cha tôi học Phật mà cuối cùng như vậy, tôi học Phật làm gì? Hủy bán Phật pháp luôn. Dòng họ hủy bán Phật pháp luôn. Nên bữa đó mà ngồi mà ký sự có một cô Phật tử thuần thành lâu năm, bà nói một câu là mình biết rồi. Nói một câu, tuy là đàn ông ngoài đời con không có bị ảnh hưởng, con gạt ra hết, nhưng mà đàn ông trong đạo con cũng là phàm phu. Rồi xong, nghe một câu là biết rồi, dính chắc luôn. Thấy chưa, mình chỉ cần phớt ngang thôi. Ông thầy ông nhạy bén, mình chỉ cần mà nhẹ ngang thôi là đực cái gì người ta đã biết rồi. Con mũi bay ngang mà tôi còn biết mày là mũi đực nè con, mày là mũi cái nè con. Không, người ta nhạy bén đến mức như vậy, mình phớt ngang lời nói của người ta là người ta đã hiểu. Nên mấy cô về chùa tu những đức quý mến như lắm, nhắc suốt, nhắc để mà mấy bà giữ cái tâm mấy bà, để người ta tôn kính mấy bà, để sau này mấy bà lớn lên con mấy bà nó noi cho tấm gương đó mà tiếp tục học đạo. Nên mình nhắc suốt, tại vì mình là người phụ nữ đã dính một đời chồng nó đã khổ rồi, sanh bao nhiêu đứa mấy đứa con nữa, bây giờ cố gắng. Những đức nói khi Phật tử nó về chùa, mình mong người ta không có bị nặng gánh cái gì trong chùa. Nên bao nhiêu bài giảng những đức giảng, đức nhắc nhở quý vị đây, quý vị đừng có nặng gánh ở trong ngôi Tam Bảo. Cái gánh này những đức đã gánh nặng quá, những đức không muốn ai mà gánh với những đức phải nặng chi nữa đâu. Quý vị chỉ cần mà tiếp nhận Phật pháp, quý vị cho sống cho tốt, cho đặc biệt đi, thì đó là quý vị đang hộ trì cho những đức đó. Hiểu chưa? Cái gánh này đâu phải dễ gánh đâu. Tôi đã gánh là tôi biết rồi, đâu phải ai cũng gánh nổi cái gánh này. Nó, trên là hòa thượng xây chùa, làm bao nhiêu việc trong chùa, hòa thượng đã không muốn cho những đức phải nặng vào cái việc, cái gánh ở trong ngôi Tam Bảo mà để cho đức giảng dạy cho quý vị. Nhưng mà những đức nói với hòa thượng rằng, hòa thượng ơi, cái gánh này con không gánh cũng không được, không bận tâm nó con không bận tâm cũng không được. Tại vì con không làm ai làm đấy. Mấy anh em thì có thể làm việc, nhưng mà những đức mới là người giải quyết vấn đề, lo cho kinh tế mà không lo sao được. Chợ là chợ. Hòa thượng nói thôi tôi không muốn để cho ông lo, nên cái chuyện này chuyện kia tôi không có kêu ông, nên tôi để cho ông để hướng dẫn Phật tử tu thôi. Nói tờ ơi hòa thượng ơi là hòa thượng, con không giải quyết, con biết ai giải quyết luôn. Cái chuyện chùa mình con không giải quyết, ai nói ai được đây. Tuy là tu tu như 2000 người, bị nghĩ đơn giản lắm hả? 2000 người là 2000 cái tính tình. Con người mà không phải lo cho họ thì ai nói được họ? Phải con người này là phải hoàn toàn lo cho họ, từ cuộc sống tới phương pháp tu, giảng dạy họ thì mới xử lý nói chuyện với họ. Quý vị coi, như trên hòa thượng xây chùa ngài mới nói được, kế là giờ được nuôi chúng mới nói được, chỉ có 2 người này à. Còn ngoài ra người khác mới nói được, người khác phải dựa vào 2 người này mới nói được. 2 người này phải ban xuống người kế bên mới làm được. Mà người kế bên mà làm không đàng hoàng nó cũng không nghe luôn nữa. Bản thân mình phải ra mặt, phải xử lý vấn đề, tha cho mình mới sợ. Tôi đi chùa nè, ngày xưa tôi đi chùa trên thành phố nè, tôi nói cho quý vị nghe chứ, thời tôi còn cư sĩ, người tôi nó đã là tỉ mỉ, là để ý, nên tôi học được nhiều hơn người ta là gì đó. Tôi thấy nhiều người đi vô trong chùa, xách cái giỏ đi vô chùa là bắt đầu là đi tạo gánh nặng không. Trong chùa 7-8 người thì bắt đầu là 7-8 nhóm Phật tử, cứ đi làm từ thiện hoài. Hết nhóm này tới nhóm kia, mình đi vô chùa cứ lôi đầu mình ra từ thiện hoài vậy đó. Cứ là em, thầy chuẩn bị đi làm từ thiện, em chút đỉnh. Nói em tao không có tiền gì chị, vậy cho em mượn luôn. Nói tao là không có tiền cho mượn luôn hả?
không biết chừng nào em trả. Thôi kệ, không sao, có tiền thì trả cho chị. Mình đi chuộng lên mình không trả. Thôi vậy thì chị cho em mượn 100 ngàn đi, góp vô phụ luôn. Hồi xưa mình nghèo mà 100 ngàn cũng tiền đó, góp vô đại đi, miễn cưỡng trong lòng quý vị. Bây giờ mà hỏi mình, nói em có tiền, em có tiền không sao, chị cho mượn. Nó tao là tao, chị cho mượn thì thôi chị bỏ vô đại đi, cho em mượn chi vậy? Không, chị cho em mượn, mai mốt em trả cho chị. Mình nói cho bụng mình, mai mốt mình gặp bả đầu đó là mình đã chết nè, mình đi đầu khác. Cuối cùng mình sợ bả muốn chết luôn, tại vì bả chơi kèo nào mình cũng không tránh nổi chứ. Bắt buộc mình phải cúng, đi làm từ thiện. Nó thấy chưa, nó học được bài học rồi, thấy ghê chưa? Đâu có bao giờ để cho Phật tử đi về chùa mà mang cái gánh nặng đó. Đi về chùa mong quý vị được an lạc vui vẻ, còn cái gì làm được thì tùy tâm. Cái đó là việc tốt, thấy ông thầy không làm được, tốt thì cùng làm, nhưng mà phải vừa với khả năng mình mà làm. Đừng có phan duyên, đừng có đi bắt buộc người ta. Bữa đó như Đức giảng câu đó, tuyệt đối không có ai mà nói tôi thèm cái đó, ăn cái đó, thích bản đồ đó, rồi đi quyên góp mua cho tôi tầm 7, tầm 3 chậu của là tạo. Nói chi mà nó ác ôn kỳ cục. Tự nhiên tôi có ăn uống gì đâu, trong chùa chuyện bao nhiêu đồ ăn mà tôi có ăn uống gì đâu, nói tôi thèm đồ ăn đó. Nói tôi thích bản đồ đó rồi đi quyên góp mua cho tôi, tự là tự. Khổ thì ghê thiệt. Này là hại tôi chứ giúp cái gì mà giúp. Hiểu không? Rồi có nhiều người không hiểu nói câu, bà, tôi nói là biết bà nói chuyện dẫn chơi, bà gặp thầy bộ gì vậy? Muốn là gặp thầy phải cúng dường, gặp thầy mới cúng dường mà mới gặp được, mà không cúng dường mà gặp thầy mà mang cái mặt là bà gặp thầy. Nó khô cuốn họng là bà không cúng đồng bạc nào chứ, kỳ kỳ dữ lắm. Bà làm được tôi làm không được, đưa đây người chút chút, đưa đây tôi để tôi gặp thầy tôi cúng dường cho mấy bà, để mà thầy ông nói chuyện còn đặc biệt hơn. Nói tạo tạo vô duyên thế kia, quá trời vô duyên. Nói chuyện thì là nói chuyện, chứ cái chuyện mà gặp tiền bạc gì, có tiền có khi tôi không nói một câu. Tôi đã không thích nói là tôi không nói, còn tôi muốn nói không có cắt tôi cũng nói. Hiểu chưa? Rõ ràng quý vị. Không, chùa mình giờ nổi bật quý vị ơi, mình tránh đi những cái việc mà một số người người ta không hiểu. Mình nói lên vậy đi đỡ bị tác dụng phụ. Chứ không thôi người ta từ xa người ta hiểu lầm, tội lỗi. Hiểu không? Nó chùa chiền nhận bao nhiêu bà già, có bao giờ mà nói nhận bà già nào mà đóng một cắt bạc nào đâu. Vậy mà cũng mang tiếng nói cái chuyện vô đó ở dễ lắm hả? Bà có nhà cửa cao ráo ở đi thang máy không đó, bà vô bà ở mà nói vô ở mà bà mới đem của cải đất đai bà bán mà đưa cho thầy. Nói chuyện thì nói kỳ cục chứ ghê, có nhiều bà già nghèo không dám vô chùa tu. Vì coi bây giờ vô đây bị hỏi hết tất cả mấy bà già trong chùa đi. À, có bao giờ mà nói là nhận một người mà đưa lên cái kế hoạch là nhận bao nhiêu tiền rồi mới nhận một người không? Tầm 7. Tại vì cái bà già này bà vô chùa bà được lo hết trơn, nên trong túi bà có được chút đỉnh tiền, bà vô bà cúng dường tam bảo để nuôi mấy bà già khác. Nguyên lý nó là vậy thôi. Chứ bây giờ bà không cúng rồi bà để tiền túi làm chi, bà có xài được đâu. Tại vì chùa lo cho bà hết trơn tới chết luôn rồi, bà có xài đâu, nên bà cúng dường cho tam bảo, để mà tam bảo nuôi người khác để bà tạo phước duyên cho bà. Nguyên lý nó là vậy đó quý vị, đúng không? Nó rồi ôi nhiều lắm, thế gian mà bao nhiêu lời nói. Đủ chuyện, nhưng mà mình phải cần giải thích cho người ta nghe quý vị à. À, những cái điều mình giải thích cho người ta nghe là ngừa bệnh hơn trị bệnh đó. Nó, tại tôi nói đâu có nói tên tuổi ai đâu, trúng ai thì người đó tự xem lại mà sửa, đúng không? Đâu có trúng tên tuổi ai đâu. Nó nên mình là những Phật tử mà đi về chùa lâu năm dẫn đoàn đồ đó là sức ảnh hưởng lớn lắm. Ảnh hưởng giùm cho ông thầy để dẫn dắt người ta luôn đó. Nó chỉ cần một đoàn của mình mà trưởng đoàn không phải là quý vị đừng có nói mà tôn trọng gì mất công. Người ta giảng dạy, người ta hướng dẫn mình mà mình xác thực rồi mình còn không làm, mà tôn trọng cái gì. Nên mà nói mà 20 tháng 11 hay lễ lọc đồ này kia đồ, hay những ngày sinh những đức đồ, mua bánh kem đồ, nói này nói kia đó, nó khỏi cần nói dòng do câu, chỉ cần lo niệm Phật sống cho tốt là cảm ơn tôi, đúng không? Nói chỉ cho nó nhiều mất công mệt thì khi nó nói cho nhiều mà làm không được thì cũng bằng không, đúng không? Nên chúng ta cứ thật chắc nhiệt tình đúng đắn đi,
Người ta mục tiêu người ta là ho hen đồ mà ta dẫn giảng là mong là người ta nhắc nhở mình mỗi ngày. Thật sự mà nói ho cũng là một phương pháp giáo dục. Tại vì khi mình ho lên nó cảm động lòng người. Có cái bà kia bà nói trời trời thầy bệnh thầy nghỉ giảng đi thầy. Thầy Nhân Đức nói tôi bệnh tôi mới giảng. Nó nổi tiếng là lúc tôi bệnh á. Tại vì bệnh mà vẫn giảng nên nó cảm động lòng người nên nhiều người ta yêu mến. Thấy không? Thấy chưa? Như lễ với Quan Âm Bồ Tát mà lễ mà te tua tả tơ người ta mới lễ theo đó. Quan Âm Bồ Tát ngài biết cái tâm chúng sanh. 3000 lại không có giỡn. Gặp mà ngài chéo chéo những đức mà khỏe lại mà la rầm rầm. Phật tử biết sao nó thầy này ai mà theo ông nổi thôi ngồi xuống chơi đi. Nó nghỉ lễ đừng nói chuyện dẫn chơi. Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát ngài làm như đức te tua tả tơ mà ngài biết cái tâm của mình là quyết chí. Hằng ngày nó sẽ lễ hết 3000 lại cái tâm nó mình biết. Nên để cho cơ thể nó te tua tả tơ để cho mấy người phía sau cảm động mà cố gắng lễ Quan Âm. Nó giỡn đâu nghe quý vị. Nó tội nghiệp quá mà cố gắng lễ. Có nhiều bà mà bà tuốt phía sau mà bà la lên bà cầu nguyện cho mình khỏe. Cái tâm đó của bà mà mấy bà lễ được đó. Chứ nếu không mình mà hừng hực nó không có ai mà theo nổi ông thầy này chứ. Thầy này không có ai mà theo nổi đâu. Mình là phàm phu thôi được rồi nghỉ. Đi vòng vòng chơi. Nghỉ lễ nó không có cảm động quý vị. Thấy không? Nên làm cho người khác cảm động để mà đem Phật pháp cho người ta thì cái việc này nó cả một vấn đề mà gọi là thiện xảo phương tiện để giúp chúng sanh. Đúng không? Quý vị hôm qua quý vị có coi cái bài giảng mà già không? Có nhiều cô mà bay vô coi cái hết hồn đúng không? Chào chào mới thấy thầy hồi sáng mà giờ sống già dữ người tờ. Nó bài giảng nó chỉ có một bài giảng thôi chứ không bao giờ có bài thứ hai đâu. Bài thứ hai thì nó không còn ý nghĩa gì chứ á. Thấy không? Nó đâu phải lấy cái đó để làm mà hoài đâu. Người ta một lần là thấy mắc cười mà thấy vui mà có nhiều cái nhận thức. Vì một ngày nào thầy hướng dẫn mình cũng già vậy đó. Để nhắc nhở bao nhiêu con người trong cuộc đời này khi mình còn trẻ còn khỏe. Những gì làm được thì cố gắng mà làm, đừng đợi tới tuổi già khó lắm. Hiểu không? Giống như hòa thượng mình lúc còn trẻ, ngài làm việc dữ lắm, ngài là người mạnh dữ lắm, nghe mấy huynh đệ trước không nói, hòa thượng mạnh dữ lắm. Như cái chậu bông giấy rồi ông dở lên đi ngờ ngơ. Mạnh dữ lắm. Nên có lần mà mấy chú mà 4-5 chú mà ông kinh cái chậu bông giấy vô xíu ạch. Hòa thượng lỡ nói mày tránh ra tao coi. Ủi bay gì đâu mà con trai thanh niên mà đi làm việc gì đâu mà như là đàn bà có bầu. Là ông nội để tao. Cái tâm lực hòa thượng mạnh quá nhưng cái sức lực nó không đủ, dở lên cái cụm sống luôn. Nằm luôn mấy tháng trời. Nó đó là bài học dạy mình đó quý vị ơi. Ai mà nhìn ra được không? Bài học đó. Tâm thì có thừa nhưng mà sức lực thì không đủ, chịu thua. Đúng không? Nên con người khi mà tâm lực nó đang còn hừng hực á, thì phải nắm bắt cơ hội. Chứ nếu sau này mà tâm lực nó mạnh nhưng mà một cái lực, cái sức lực nó, cái tâm nó có mà lực không có thì chịu thua mà nó không làm được. Như những đức mà không có sức sao lại 3000 lại. Nên những đức phải lấy cái cơ hội đó để làm. Có nhiều người thầy nói tại sao thầy không bật âm thanh lên. Nó bật thì không còn cái gì gọi là lịch sử. Đúng không quý vị? 3 ngày sẽ đi qua nhưng để lại một cái gì đó ấn tượng trong lòng Phật tử. Mà ấn tượng gì? Ấn tượng nhất là để cho người ta thấy mình chịu tu để mình hướng dẫn người ta tu. Đúng không? Chứ thật sự mà nói thì cuộc đời những đức bây giờ đi tu nó thiệt tình mà nói chứ. Mình ở ngoài đời có vợ có con thì mình còn kia cỡm để mình đem gì cho vợ cho con mình. Còn bây giờ ai cũng là người dân nước lã gặp nhau để cùng tu hành. Mình không có dạy gì mình đi để dành dụm tiền bạc để cho họ cái gì đâu. Có tiền bạc thì mình làm liền, mình dạy cho họ có tiền đi làm liền. Còn mình dành dụm để cho họ sau này họ cũng dành dụm để lại từng đời để cứ dành dụm hoài. Không làm. Hiểu không? Mình đâu có một cái sợi dây gì ràng buộc cá nhân đâu. Nên bản thân nhà nước đâu có dạy gì mà đi làm chi mà để mà gom góp tiền bạc. Có tiền thì làm liền. Tại vì sao? Vì mình không có cá nhân. Phải chi mà mình bây giờ những đứa ở ngoài có 3 con vợ đồ, 9 đứa con. Thì bản thân mình bây giờ phải kiếm tiền ở đây để gỡ cho 3 con vợ nuôi 9 đứa con ngoài đó. Lâu lâu đồ bằng đêm đồ bịt mặt đồ lại.
cho chiếc xe kiến đen thui đồ chở mình đi là lợ thăm từng con. Cái này thì cái đó thì mình nói làm chi nữa quý vị. Con này mình quanh năm suốt tháng mình có đi đâu đâu, mình trong chùa không à. Nên những đức nói rằng mình cũng quý mến cái người trong chùa sống với mình, quanh năm suốt tháng không đi đâu, nó cùng chung với mình tư tưởng. Họ tâm lực cũng mạnh lắm, được những đức rèn luyện đó quý vị. Trẻ trẻ mà ở trong chùa quanh năm bây giờ không được đi đâu hết luôn. Nhưng mấy thầy, mấy chú mình, mấy cô mình bây giờ là không đi đâu luôn rồi đó. Thiệt luôn, 100% là một năm nay là không đi đâu luôn đó quý vị. Hồi đó lâu lâu díu Quan Âm xong còn cho quý thầy mấy chú đi tắm biển nha. Mà cái chuyện mà nói rằng quý thầy mà đi tắm biển là chuyện này không có gì mà lạ, chứ đừng nói chi mấy chú. Người ta đi chỗ này chỗ kia chơi là chuyện bình thường, không có gì chứ, hiểu không? Nhưng mà quý vị coi, cả mấy chú cư sĩ trong chùa mình díu Quan Âm xong giỏi lắm, những đứa ngồi chơi với mấy anh em thôi trong chùa, tuyệt đối không bao giờ được đi đâu luôn, không đi đâu hết. Còn các cô mà hồi xưa lâu lâu á, quý vị, những đứa con chó lợi siêu thị đi vòng, kệ cho nó vui. Nhưng mà từ khi mà tới bây giờ tính ra chắc gần một năm gì đó là mấy cô mình không được đi siêu thị gì luôn, ở chùa quay luôn, nó giống như cho mấy bà thành khí khô. Quý vị thấy mấy cô mình có giống khí khô không? Cô nào cô nấy sáng sủa đẹp quá trời. Khí khô đâu khí khô, đúng không? Mình ở ngoài đời con mình la con mình cự lại á. Quý vị tin những đức cũng không phải là người dễ tính đâu quý vị. Thương là thương dữ lắm mà la la bạc mạng đó. Những đức quý vị biết là la la bạc mạng mà la quá la tầm thường đó quý vị ơi. La ghê lắm. Ừ. Nó la gậy kinh khủng là đứa nào nó run mình sợ lắm. Nó la có khi mà nó nhét đé đắt vô miệng cho chết bây giờ. Nhiều chuyện nhiều điều nghe chưa? Miệng nhiều chuyện nhiều điều, nhét đắt vô miệng bây giờ. Có cự lắm, im ngu à, không có dám quý vị. Này. Nhiều đứa mang đôi dép á, mang đôi dép đi trên phòng á. La đứa đó nó cầm dép liền. Né 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 né. Làm gì bất cừ lắm quý vị ơi. Nhưng chút xíu chọc cừ lại liền. Ừ. Thì mình thấy rằng đúng là trong chùa hay thiệt. Ngoài đời mà con cái mình la nó cự lại, nó kênh lại với mình đúng không? Nhưng mà trong chùa mấy cô rồi mấy thầy mấy chú có ai đâu mà tính tình vậy đâu. Không có bao giờ mà vậy quý vị ơi. Ừ. Những đức mà nói chuyện đố ai mà dám mà một câu nói mà đứng lên mà dám ý kiến coi tầm bậy tầm bạ. Ý kiến là phải nói xong mới được ý kiến, là cho ý kiến. Hay công nhận một cái tổ chức mình nghĩ, ủa tại sao trong chùa nó cái tổ chức nó ghê gớm với chợ. Thì ra là con người nó được tiếp nhận giáo dục quý vị ơi. Ừ. Thấy không? Giờ này mình ngồi mình nói chuyện thao thao bất tuyệt ở đây, còn ban tổ chức đang làm việc rầm rầm, nấu ăn chuẩn bị quý vị xuống có đồ ăn đồ uống đúng không? Còn mấy cô bên kia thì nó chuẩn bị chiều nay lớp đạo làm con, rồi nó chuẩn bị thì ngày sáng ngày mai chủ nhật cộng tu. Cứ tự lo làm vậy đó, chị em lụt cụt lo làm vậy đó. Rồi chơi cười hú hí chơi chung với nhau. Tuy là không có nói biết gì quay nghi giới luật gì nhiều, nhưng mà cái hành động làm nó lại là thật chất. Hành động làm lại là thật chất. Có bao giờ mà ai mà cho tiền bạc gì mà nhận đâu. Có bao giờ vì thử cho tiền không bao giờ nhận đâu quý vị à. Nó khi mà người ta cho cộng dây chuyền gì á, là hỏi những đức là cái máy lỡ người ta cho mấy món đồ gì có nhận được không. Những đức nói nhận là phải tập thể được mới được nhận, còn cá nhân là không được nhận. Đó. Thấy không, một cái tổ chức nó nhờ cái quy tắc đó mà cái tổ chức nó mới được bình yên. Còn quý vị coi lễ lộc á, làm xong rồi dọn sạch bóng hết chưa. Còn mình ở nhà cái đám dỗ nhỏ xíu thôi mà làm xong rồi con chạy mất tiêu, cha mẹ làm muốn chết luôn. Có nhiều đứa con ngoan lắm nó mới phụ, còn nếu không nó đi trốn ở đâu, nó đi chơi mất tiêu, cha mẹ lụp cụp dọn dẹp quá trời dọn dẹp. Còn ở nhà chùa quý vị coi mấy chục ngàn con người quý vị bài cái cỡ đó đó. Vậy mà xong rồi là sạch bóng, dọn hết trơn. Dọn hết trơn. Rồi xong anh em mấy chục người mua đồ mua màu mà. Gặp mình ở ngoài đời mình mua thử cái coi. Không, tôi không thích màu này. Tự nhiên mua màu giống hệt nó. Tôi thích màu khác. Chùa có bao giờ nói câu đó đâu. Mua màu kem không vậy. Mua màu xanh không vậy. Như bên đây khi hợp mấy chú bằng một màu một. Một loạt một luôn.
Nó không có ai mà nói cái chuyện thích không thích ở trong đó chứ. Mua cho là thấy vui, thấy mừng rồi. Nó. Đúng không? Thấy giáo dục hay chưa? 2000 con người đâu có đơn giản quý vị. Vô nhà ăn ngồi răm rắp, im re, không nói chuyện. Nó. Còn mình đi lỡ một cái quán ăn gì tí tí nó la cho mà thấy. Mình đi vô một cái cuộc, cái buổi họp mà những đứa đã từng họp á. Ngày xưa trên kia những đứa đã từng vô một buổi họp mà có 40-50 người, mỗi người cầm chiếc điện thoại. Ở trên ông lớn ông nói chuyện, ở dưới điện thoại reo rầm rầm. Các vị coi bị vô cái buổi giảng của người ta trong Phật giáo thì thấy không? Có Phật tử nào mà giờ này mà điện thoại reo đâu? Cái bà nào mà để điện thoại reo chắc cái bà đó ba trợn. Hiểu chưa? Nói câu gì thôi cũng sợ xanh mặt xanh mặt. Ai mà muốn mình là ba trợn đâu quý vị. Ông thầy ông nói ghê, ông nói nó ba trợn thiệt sao? Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà người ta ngán lắm quý vị ơi. Nó mà ngộ lắm nha quý vị. Cái người mà có phước đức người ta nói một câu quý vị quyền nguy hiểm lắm. Nó nguy hiểm lắm đó quý vị ơi. Nó. Có bà cụ già. Không bao giờ kể câu chuyện Hòa Thượng Ái Hiền thôi. Nó Hòa Thượng Ái Hiền á, ông có phước đức. Thờ còn cư sĩ thôi. Mà người ta bẻ một cái trái dưa leo của ông thôi. Không? Mà ông nói một câu, ai bẻ trái dưa leo của tôi cho nó nổi một nhọt. Ông nói một câu vậy thôi. Cuối cùng cái thằng em họ nó bị nổi một nhọt bự và bá. Ông cứ kêu, ông nói hoài, ông nói là ai bẻ trái dưa leo của tôi, không trả tôi nổi một nhọt. Cứ nói hoài, cuối cùng nổi một nhọt quý vị. Xong cái bà thím mới nói một câu. Nó bẻ, con mày có trái dưa leo một thôi à, mà mày chù nó nổi một nhọt, nó nổi một nhọt đầy mình hết trơn. Cũng hết hồn. Ông nói trời trời, một cái lời nói nó ghê quá. Cũng nói lại đi. Nói thôi, ai bẻ dưa leo thì thôi, đừng có nói một nhọt. Ông nói lại, cuối cùng nó hết trơn một nhọt. Rồi không quý vị? Kinh chưa? Đó. Nên quý vị coi, ngày xưa mà một ông vua mà ông bị chết sớm là do bị cái gì biết không? Bá gia bá tánh kêu ghéo ông. Ông vua không tốt quý vị. Bá gia bá tánh chù ẻo ông. Ông làm vua mà ông ác nhân quá. Ông sống sung sướng vậy mà ông để cho nhân dân khổ đau. Chù ẻo ổng vậy mà ổng mắc nước. Chết sớm mắc nước. Tại vì sao? Bá gia bá tánh không đồng tình. Quý vị biết những đức lại Quan Âm mà không xỉu là lý do gì quý vị biết không? Ai người ta cũng cầu nguyện những đức khỏe đi. Ai cầu nguyện cho khỏe đi, khỏe đi, thầy khỏe đi, khỏe đi. Như trước khiếm thị những đức bệnh te tua. Phật tử ai người ta cũng chúc thầy khỏe, chúc thầy sức khỏe, chúc thầy sức khỏe. Sáng mai khiếm thị khỏe thiệt. Ồ ghê chưa? Đó, thấy không? Một cái lời người ta chúc mình á, mà cái tâm mình nó thiện á nghe, là cái lời chúc nó bỏ vào phù hợp. Còn mình giả dối mà cái tâm mình ác, mà mình dối người mà người ta chúc mình, nó không có phù hợp đâu. Nó không có vô được. Nó chạy chạy vòng vòng bên ngoài, nó không có vô được. Mình á, cái thiện mà nó vô được mình á, là do cái tâm mình nó thiện, nó mới kết hợp, nhân quả tương đồng. Còn cái tâm mình ác mà mình gạt người ta, mình bẹo hình bẹo dáng mà mình giả thiện á, là đạo đức giả, hiểu không? Những đức nói bảo đảm 100% dù bao nhiêu con người người ta hồi hướng cho quý vị nó cũng không vô nữa. Đâu có vô, đâu phù hợp đâu vô. Nó cái nhân cái quả nói mức này nè mới sâu sắc nè. Nên còn cái người quý vị mà đã hiền thiện mà người ta chù ẻo vị nó không có sao đâu. Nó dội ngược lại người ta đó, giống như là ngước mặt lên trời phun nước miếng. Nước miếng chưa đến trời mà văng vào mặt mình. Cái tâm người ta đã thiện lành mà mình chu ẻo người ta không có gì mà mình bị đó. Không phải giỡn đâu quý vị. Người ta không có tâm ác với mình đâu, nhưng mà cái ác là do mình gieo mình chịu à. Cái ác là do cái lương tâm của mình tự mình nghĩ ác rồi. Cái ác nó giống như sắt ăn sét, sét ăn sắt. Nên quý vị cứ đúng lương tâm thiện đi. Quý vị cứ thiện niệm niệm gì người đi. Người ta chù ẻo quý vị là người ta tự chịu. Mình không có muốn điều đó. Nhưng mà nhân quả nó đến với người ta là người ta tự chịu. Nhưng mà khi nhân quả đến với người ta rồi, người ta mới cảnh tỉnh 100% luôn. Những đức giảng pháp, những đức gì người ta không. Có cái thằng đó nó ưa chữ, nó bị méo miệng rồi kìa. Lợ sao sám hối kìa, bị méo miệng luôn. Tại vì chữ khơ. Cuối cùng cái miệng méo luôn. Những đức nói một câu, sắc ăn xét, xét ăn sắc nghe anh. Nó, cái gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ đàng hoàng. Nói tầm bậy là nhân quả mình tự chịu. Vì người ta niệm niệm vì người, nó là một tổ chức lớn, cá thể không đụng được đâu. Nhớ kỹ, không có giỡn đâu nghe quý vị. Nó nhớ nghe quý vị.
Đúng không? Cái bà đi vô kia bà để lại câu này. Quý vị không, không mà cái bà đó bà có duyên nghe. Cái bà đó mà bà mà nghe những đức giảng là bà lên luôn á. Chứ không giỡn đâu. Tính bà thẳng thắn nhưng mà phải có người dạy lại á, thì bà mới đặc biệt. Bà có cái tâm thiện lớn á, nhưng mà do bà không gặp được cái người dạy bà đặc biệt, nên cái tâm bà oán hận cái người hại bà. Bà thì bà nghĩ bà thiện, nhưng cái thiện bà đặt nó không đúng chỗ, nên cuối cùng nó tác hại quay ngược lại với bà. Chứ nếu mà bà gặp người mà dạy bà đặc biệt là bà số 1 á, không có giỡn đâu. Ừ, công nhận là bà có duyên, người ta đều ủng hộ bà không à. Bây giờ mà bà đem bọc quá bà giới thiệu cho người ta nghe liền, người ta ủng hộ bà, hiểu không? Nó, nên từ nơi đó con người sống trong cuộc đời này mà được người ta ủng hộ nhiều. Nhưng bản thân chúng ta phải cần có một cái góc độ để được dạy tốt nữa kìa, thì bản thân chúng ta mới thành công. Như bây giờ những đức là thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi mặt những đức nó đã có được rồi. Chỉ còn có một cái nữa là có chuyện nhẫn trong tâm thôi. Đụng chuyện này chuyện kia mà biết nhẫn, biết chịu thiệt. Lúc nào mà hung dữ được mà ta sợ thì cứ giữ, mà lúc nào mà ta không người ta giữ lại thì rút binh về nhà. Đúng không? Lúc nào hù người ta được thì hù, còn hù không được thì chạy về nhà chơi với vợ. Đó là nói mấy ông ngoài đời á, hiểu không? Còn tôi thì rút binh về nhà, tôi chơi với người trong chùa cho nó yên. Nó vậy là yên nhất rồi quý vị. Nó chi mà làm chi mà nhiều chuyện đụng chạm phiền phức. Nên thì mình nói mình rõ ràng cái câu á, mình về mình tắm ao mình á, dù trong dù đục ao mình vẫn ngon. Thấy quý vị. Đó. Nên mấy ông mà nghe đạo nè, dù cỡ nào cũng bằng vợ nhà mình đâu. Đi đâu mình cũng về nhà thôi à. Đúng không? Rồi mấy bà dù cỡ nào cũng bằng chồng nhà đâu. Nó chồng nhà cỡ nào nó cũng là cái thằng chồng mà nó chung chăn sẻ gối với mình bao nhiêu năm nay mà cũng từ cha mẹ cứ gả cho mình. Dù cỡ nào nó cũng cái ăn tình, cái mối ăn tình đó nó dày lắm quý vị. Nó chứ mình đừng có ra ngoài lãng quạn chi. À, nên á, chúng ta tập ăn cơm đi. Ăn cơm á nó chắc bụng nghe, chứ đừng có đi thèm phở hủ tiếu tầm bậy tầm bạ. Mà thường đồ ăn lề đường ăn có khi bậy bạ nó chọt bụng đấy một. Đồ ăn lề đường nó nguy hiểm lắm quý vị, chứ không có giỡn đâu. Ngày xưa mình kẹt kẹt bằng đêm đi chơi khuya, đi ghé mấy cái quán ăn, bây giờ mới thấy đúng là nhiều quán ăn thành phố mà bán về đêm quán phía mà bán dĩa hè nó dơ lắm. Có khi một cái thùng nước mà nó có trụng 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 vô, nó đem cái dĩa ra nó lao đại bớt cơm cho mình ăn, nguội lạnh mà mình cũng phải ăn, hiểu không? Vì mình nó ngon, tại nó đói muốn chết mà không ngon sao được. Nó quý vị trên thành phố quý vị để ý, quý vị sẽ thấy, thấy không? Nên từ nơi đó thôi tập ăn cơm nhà cho nó có cái chữ tín. Đừng có ra ngoài tùy tiện ăn phở hủ tiếu rồi giết cái nồi cơm nhà của mình, nó không còn tin tưởng mình nữa. Nên đi làm gì làm tranh thủ chạy về ăn cơm ở nhà, để cho vợ con hay chồng nó cũng cảm thấy nó tin tưởng. Đó là duy trì một mái ấm gia đình quý vị, đúng không? Duy trì mái ấm gia đình. Cả đời mình vợ chồng sống, cha mẹ đã kết hợp, dù có khổ cực cũng phải sống cả đời. Tập như người xưa đi, người ta nói hùm chết để da, mà người ta chết thì để cái lỗ mũi. Tại sao cái lỗ mũi nó ngửi được mùi thơm? Nên từ nó đó mình ngửi cái thơm hay mà ngửi cái hôi thì kể quý vị, phải để lại cái gì đó cho nó đặc biệt nghe chưa. Chứ bản thân mình á, đừng có tùy tiện. Cái duyên cái nợ mà mình phế nó sớm quá, mà mình tùy ý mình đi tìm cái mà mình cho nó là tốt, nó chưa chắc đâu. Nó cái mà vừa gặp nhau mà nó nói ngon lành quá, nó ngọt dịu quá. Cái thằng đàn ông nào mà nói quá ngọt là thằng đàn ông này mình tránh nó đi. Thà cái thằng đàn ông nó không biết nói ngọt mà cái thằng này nó lại chân thành, hiểu không? Còn mấy thằng mà nó nói quá ngọt á, coi chừng nó vớt xong nó bỏ. Có cái bà kia, chầu là chầu bà làm lụng bao nhiêu năm, bà đi dành tiền bạc có chút xíu, để dành được chút đỉnh tiền. Gặp cái thằng này nó quá dễ thương, nói chuyện ngọt dịu, nói chuyện ngọt hơn đường. Bà nghe bà mê say.
Rồi tờ nó hung ba cái, ba mừng muốn gần chết. Dễ thương mà giờ nó hung ba cái, ba mừng quá trời mừng luôn. Quá trời mừng mà mừng chứ được hung cái không à. Vì đó quý vị ơi, mà tiền của ba ống bao nhiêu năm trời ba đem ra hết chứ. Vì nghĩ đi, nó hung ba cái thôi mà bà tiền từ trong phòng mà hồi đó giờ không bao giờ ba lôi ra. Vì mà ba lôi ra tới cửa, nó ôm ba cái nữa ba đem tiền đưa luôn. Kinh khủng không? Gọi là nó rõ ràng lợi dụng phụ nữ, mà cuối cùng gọi là gì? Cướp sắt. Cướp tiền. Nó trong bụng nó ok, nó cướp sắt đại chứ bả không có sắt gì. Nhưng cướp sắt, cướp tiền, cướp rồi đi mất tiêu luôn. Rồi bị biết là bả ngồi bả âu sầu buồn bã. Bả ngồi bả than thở. Bả kêu anh ơi, anh ơi, sao đành lòng bỏ em. Mà nó đi mất tiêu rồi, nó ôm tiền đi luôn. Tôi nói cho mấy bà biết á, thấy không, cái kiểu mà có chồng mà xa chồng đồ đó, thấy không, mà cái kiểu mà lâu ngày mà gặp lại người đàn ông mà nó nói chuyện miệng lưỡi ngọt ngào, khôn khéo tránh nó đi, thấy không, lúc nào mà tránh không được mấy bà gọi cái tên Nam Mô Thầy Thích Nhuận Đức. Tại cái vụ này Nhuận Đức ưa nhát. Ưa nhát nên bị gọi Nhuận Đức, nó cảm ứng dữ lắm. Đúng không? Tại vì ưa nhát quá thì nó cái ưa nhát quá thì âm hưởng chỗ đó đó. Thầy Thích Nhuận Đức, ô thầy Thích Nhuận Đức. 100% luôn. Cái bà kia kìa, bị biết bà có chồng rồi, bà nghe Nhuận Đức giảng, bà vô trong công ty bà làm, bà gặp cái thằng này trẻ hơn bà 3 tuổi, nó đẹp trai, nó dễ thương đừng có nói. Mà nó đeo đẳng thế bà. Nó thương yêu bà. Tao là tao. Bà chịu không nổi rồi. Bà chịu không nổi cái thằng này rồi. Mà bà nghe nhà Đức giảng mà bà còn một cái tâm là bà không thể nào đến được. Đến vậy là coi không có được. Mà bà chịu không nổi cái thằng này, nó quá nói chuyện ngọt rồi. Nó mà nó dạng dĩnh mà nó ngọt quá ngọt, bà chịu không nổi bà rồi. Nó nghe là bà chịu không nổi thằng này. Là chuẩn bị bà dính kèo rồi. Vậy mà vô tới chặn luôn rồi đó, vô chặn rồi. Mà bước vô phòng rồi. Vậy mà bà còn một cái tâm là gì? Bà nghe mình giảng bà nói thầy Đức ơi cứu con. Ghê không? Kinh khủng đi. Bà kể rõ ràng nên nhà Đức mới giảng cái này. Chứ đó vậy nữa đâu có nói câu này đâu, mà do bà nói câu này á, thầy Đức ơi cứu con. Cái thằng kia nó vừa nghe thầy Đức ơi cứu con, nó không biết cái này là cái gì. Thì cái thằng đó nó tưởng đâu cái bà này đọc thằng chú. Thầy Đức ơi cứu con, thầy Đức ơi cứu con, nó sợ, nó tưởng đâu con thằng chú gì quý vị. Tự nhiên lúc đó cái tâm kia lặng luôn. Nói chết mồ cái câu thằng chú này ghê quá. Rồi cuối cùng cái tâm nó lặng, xong cái tâm mà này cũng lặng luôn, nó mở cửa, nó tóc nó chạy. Xong á, chủ nhật nó chạy về chùa, nó gặp với Đức Bá Mừng, nó trời con cảm ơn thầy. Kể cho Đức nghe câu chuyện vậy đó. Ghê không? Nó xong nhà Đức nói một câu, từ hôm nay bà tránh đi, bà đừng có gặp đó nữa. Tao là trời, bà đã có chồng rồi, bây giờ bà gặp cái thằng con trai nó chuyện ngọt ngào, bà nhào vô. Mình nói câu bà thế là kiểu bà trẻ, mình nói câu gì nó hay. Nó bà tránh đi. Để làm chi? Để nó phá vỡ hạnh phúc gia đình. Thấy không? Chơi cho vui. Xong mai mốt bà mang tiếng mang tay thấy mù luôn bà ơi. Bà có chồng rồi bà còn kiếm cái gì nữa? Bà muốn cái gì gì bà nhờ chồng bà. Vợ chồng mà, mình muốn cái gì thì mình nhờ chồng thôi. Hiểu không? Nó mình nhờ ta, người ta biết lắm. Cái kèo với nhau bao nhiêu năm rồi nó dễ hiểu lắm. Hiểu không? Đi ngang mình đá chân người ta, cái người ta biết rồi. Đúng không? Nằm ngủ thôi mà bây giờ mình lấy chân mình khiều khiều mình biết rồi. Hiểu không? Bây giờ mình là người tu hành mà, ngoài đời cư sĩ mà. Khiều chân cái thôi. Mình bữa nào mà lỡ cái gì mình nói bữa nay kẹt quá. Hiểu rồi, bữa khác. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà thấy chưa?
chứ mình đi tìm chi? Vợ chồng đó, tìm chi bên ngoài cho nó mệt thêm. Nên vô công ty xí nghiệp làm ăn buôn bán chung, ký hợp đồng. Tuyệt đối mình phụ nữ đừng có nhậu nhẹt bê tha. Mình nhậu nhẹt vô mình mắc cái thăng bằng của mình. Lúc đó mà mình không đâu có kiềm chế được cái tâm. Mà nó dính một lần từ đó về sau người ta ưa dùng điện thoại người ta quay lại. Dính rồi người ta bẻ kèo mình luôn chứ không phải giỡn đâu. Nên con người mình nó sống trong cuộc đời này nghe đạo thì phải nhớ kỹ một câu. Cái gì thà phạm một lần quay đầu, chứ đừng có để người ta bắt bài mình. Vẫn còn cơ hội. Nghe không? Chứ đừng có mà mình khờ dại. Cái gì mình một lần rồi là mình lao theo luôn. Giống mình đứng dưới bùn mình lúng luôn hả? Không có cửa đó đâu. Đứng lên đi, leo lên. Ông cái bà kia cũng ghê thì một bài pháp ý nghĩa ghê. Kinh khủng thì bà nghe mình giảng rồi cuối cùng bà đụng độ bà kêu thầy Đức ơi cứu con. Mà phải chơi cái tay gì thầy kia nó sợ là phải thôi. Bởi vì mình giảng mình làm gì mà mấy bà lao theo cũng ghê thiệt chứ. Thì coi cứ gì mà cái gì mà làm gì nè. Tức là thầy Đức ơi cứu con, Đức ơi cứu con. Mà thằng kia nó đâu có biết Phật pháp. Tự đâu phải dùng câu thằng chú gì. Mà nó vừa nghĩ là cái câu thằng chú gì thì cái tâm nó lặng luôn quý vị. Tâm nó lặng thì bà này thoát chạy liền. Nó ghê chưa. Một câu vậy thôi đó mà kinh khủng chưa. Nó âm hưởng đó quý vị. Nhắc hoài với âm hưởng. Thành quay lực đó, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Giống như thằng đen thui thù lùi đó thấy chưa. Không đơn giản đâu nghe. Ừ. Không, nó thật sự trong Phật pháp nó có nhiều cái vi diệu lắm đó quý vị. Phật Bồ Tát á, người ta biết cái người nào ở địa phương đó độ người. Chứ không phải là cái người đó Phật Bồ Tát đâu. Mà là Phật Bồ Tát biết cái người đó địa phương đó có duyên đó. Đẩy người đó lên. Giống như mình á, mà thấy cái người đó ta làm việc thiện được mình đẩy người đó lên. Tại vì người ta có duyên đó mình đẩy lên để giúp đỡ. Nó nguyên lý nó là gì đó quý vị. Đó, nên có nhiều cái cảm ứng mà Phật tử người ta gặp như Đức ta nói biết bao nhiêu mà nói. Nhưng mà như Đức kể ra thì không khác nào bản thân mình đi kể. Nó không có hay. Nó, nhưng mà trong cái Phật pháp nó có nhiều cái cảm ứng thật sự nó đặc biệt lắm. Nó vi diệu lắm. Nó tại vì sao Phật Bồ Tát gia hộ cho mình. Để cho mình bình yên vô sự để mà mình tu. Hiểu không? Đó. Nên quý vị nghe đạo để quý vị cố gắng an tâm. Rồi thêm một cái nữa là những cái gì buồn dặn một chút bỏ đi. Rồi tập bản thân của mình giảm tham, giảm sân si, thấy không? Nó giảm những cái thứ trộm cắp tham lam sân si giảm thì quý vị an lạc dữ lắm. Tại vì sao? Vì trộm cắp tham lam trộm cắp là quả báo của nghèo nàn. Nhưng mà khi đã quá nghèo thì cái tâm tham nó nổi lên. Vì mình quá nghèo nên nó bằng cùng sanh đạo tặc. Thấy không? Nếu mình quá nghèo cũng khó tu. Mà quá giàu cũng khó tu. Mình có cơm ăn áo bận dễ tu. Đúng không? Chùa mình mà ai mà vô đây mà tu không được là do tại người đó. Ở cõi đời này mà cơm ăn áo bận lo hết trơn luôn. Lo tới chết luôn. Quan tài của nó mới cúng 50 cái. 50 cái quan tài. À, chúng sanh người ta thích làm phước thiện. Cái gì mình nêu lên cái người ta tự người ta làm. Đó. Làm lịch thôi mà có cái bà đó. Bà không cúng dường 5.000 tấm. Hỗ trợ làm chung. Mà hỗ trợ làm chung mình làm nhiều luôn. Phải chẳng làm nhiều luôn để làm chi. Trong cái dịp Tết đủ duyên những người xa đến gặp tặng cho người ta 1 tấm. Mà chuyến này làm lịch quý vị chụp hình đẹp quý vị ơi. Ừ. Nó chụp hình quá trời luôn. Chụp 1 tiếng đồng hồ. 26 tấm hình. Làm đủ trò hết chứ. Thấy không? Lấy quăng. Có gì quăng quay qua đó lộn. Lấy y qua đó lộn nó lấy quăng. Lấy y lấy áo đồ chùm cổ buộc họng rồi tụi lưu la chụp. Không kệ người ta đã thích mình rồi. Thì bắt đầu là cái tấm lịch mà hình của mình không, ta cũng thích nữa quý vị ơi. Ừ. Đi đâu có cầm tấm lịch theo. Lịch nhỏ nhỏ xíu à.
đâu cầm tâm lịch theo trong cái câu nhắc nhở. Mà ngộ nghe quý vị, cái người niệm Phật nghe quý vị, những đức đặt viết viết một phát thôi 26 đoạn văn là tự viết nó trôi chảy rõ ràng luôn. Ngộ ghê á. Thế thấy lạ không? Những đức chưa bao giờ mà viết chữ đâu quý vị. Nhưng mà những đức nói giờ muốn viết 26 đoạn văn để làm 26 tấm lịch. Cái mặt lịch là mặt đôi á quý vị. Nó mặt đôi thành 26 câu văn. Rồi hình của mình đứng ở chỗ đó hay ngồi vậy đó thì có đoạn văn ở chứ. Mà nhắc xác thực quý vị, mà tự nhiên mình đặt viết xuống, mình viết cái nó ra 26 đoạn văn. Thấy rõ ràng không? Mình thấy đúng là cái công đức niệm Phật và câu Phật hiệu không đơn giản đâu quý vị. Chứ nói chuyện đơn giản mà nói mà viết một đoạn văn cũng không đơn giản đâu. Để nghe mà người ta dễ hiểu, mà nghe mà để dạy người ta tu luôn trong cái đoạn văn đó đó. Xác thực, dễ hiểu. Mà từng câu, từng câu, từng câu, từ hiếu nè, từ vá tai nè, từ câu, từ câu, từ câu, từ câu nó có hết trơn. Chỉ cần đọc ra thì trong đó nó cũng là một nền giáo dục nữa. Trong đó cũng là nền giáo dục luôn. Nó, nên từ nơi đó mà mình tặng người ta thấy cũng ý nghĩa. Mà cái lịch ta làm cũng rẻ quý vị. Miền ngoài ta làm 20 ngàn. Một tấm cứu hòa thượng không có đó tặng là một tấm 20 ngàn. Cái cô này, cô Phật tử, cô làm 12 ngàn. Vừa làm cũng vừa luôn. Không, thấy làm việc cọc gáp phải không? Nó, mình thấy được vậy thì mình làm 30-40 ngàn tấm luôn. Tại địa chi để tặng Diếu Âm xong dư ra một số Phật tử người ta chưa được đến Diếu Âm á. Mỗi lần ta đến trong dịp Tết mình tặng. Đêm giao thừa một số người lạ lạ đến mình tặng luôn. Kệ kết duyên. Kết duyên chúng sanh quý vị. Thôi đến cuộc đời này sanh không ăn, đến chết không ăn đi quý vị ơi. Những cái gì làm được cho chúng sanh thôi làm phức cho rồi. Trong cái cuộc đời mình nghĩ rằng bây giờ mình là người niệm Phật, hướng người niệm Phật. Mình phát nguyện đời này phải sanh cực lạc. Thôi mỗi lần ai gặp mình hay chụp hình với mình hay là thấy qua hình của mình, thôi mình đến mình đời đời kiếp kiếp mình đến mình đậu họ nó phức cho rồi. Như Hòa Thượng Diệu Liên này nói một câu á, mà những đứa nghĩ là đúng không có sai. Tại vì khi quý vị giảng sanh thì cực lạc, quý vị sẽ có năng lực đó. Nhìn quý vị biết quý vị đã thấy quý vị là có duyên rồi. Đã có duyên thì mới đậu được. Có duyên mới đậu được. Ví dụ như có những người ta gặp mình quý vị, người ta chửi mình. Ví dụ như có người ta gặp đứa nó nói dù thứ mỏ nhọn, cũng có duyên rồi đó quý vị. Thì tự nhiên mình lỡ độ được. Còn nó gặp mình mà nó không thích, không thương, không chữ, nó không nhìn là không có duyên. Thì mình muốn đến độ nó độ không được. Nên nói Phật độ người có duyên. Nghịch duyên cũng là có duyên. Thuận duyên cũng có duyên mà thuận duyên dễ độ hơn. Nghịch duyên cũng có duyên mà nghịch duyên thì khó độ hơn. Nhưng mà đã có duyên thì mới độ được. Nó nên chắc chắn quý vị luôn, ai mà chửi quý vị là đã có duyên rồi đó. Nó cũng giúp cho quý vị tu đó, tại vì nó chửi mình nó mới luyện cái tâm nhãn. Nó chửi mình nó luyện cái tâm nhãn. Nhưng mà nếu phước nó giảm quá thì nó chết mồ nó luôn, tội nghiệp nó. Tại vì nó chửi tầm bậy tầm bạ nên nó bị tổn phước nó chết. Chứ không phải chuyện giỡn đâu trời. Chứ nó tổn thương lương tâm. Nó làm cho những tế bào nó bị hư, ung thư. Tại vì sao chửi người ta sân si, giết nó bị tế bào bị bệnh quý vị. Tội nghiệp là ngay cái chỗ đó thôi. Chứ nó chửi mình cũng có duyên nữa. Có duyên mà là nghịch duyên, nhưng mà đã về cực lạc rồi thành thượng duyên hết trơn. Về cực lạc nó mới thượng duyên. Còn mình mà không về cực lạc thành ác duyên á. Mình không về cực lạc là mình mê cái cách ấm. Mình mê rồi là cái lời chửi bớ đó mình sẽ chửi lại. Nó thành ác duyên, ác nghiệp. Còn mình về cực lạc là tất cả thuận duyên nó càng thượng duyên, mà nghịch duyên nó cũng thành thượng duyên. Hay ghê không? Không về cực lạc sao được quý vị? Phải về cực lạc quý vị ơi. Thấy không? Nó à. Mà mình là người chúng sanh mà ở cực lạc, mình phải vui chứ. Mình là chúng sanh ở cực lạc, mình không có lấy chồng của ai chứ nha. Mình lấy chồng người ta là ngày xưa do mình chưa biết tu mình mới lấy. Bây giờ mình đã biết tu rồi, mình đã đi muốn về cực lạc mình không lấy chồng ai chứ nha. Mình đã muốn về cực lạc mình không có lấy vợ ai chứ nha. Mình lấy vợ mình thôi. Hiểu chưa? Không lấy vợ ai chứ được không? Muốn về cực lạc mà. Nó, tôi về tắm, tôi tắm ao tôi à. Không tắm ao ai chứ. Đừng tắm ao lạ coi chừng sida. Nguy hiểm. Mà nghe gì mấy ông đàn ông cũng thích mà mấy bà đàn bà cũng chịu nữa. Kêu vợ chồng người ta hạnh phúc, chân thành mà. Hiểu không? Nó nên mình nó nghe quý vị,
Có một cái cô này nè, cô lỡ cô nói những đức nghe, cô nói cổ là cổ tin nhân quả, thấy không? Cổ tu hành, cổ tin, tự tin cổ lắm. Cổ không bao giờ cái chuyện mà cổ sợ đàn ông nào. Nó trời là trời bà tin nhân quả mà không sợ đàn ông nào hết chứ. Nguy hiểm bà ơi, bà tránh đi. Nó không sao đâu thầy, con tự tin lắm thầy. Con đụng chẳng nào con cũng thoát được chứ. Nó thôi bà. Cái này bà nói sao tôi hồi hộp quá. Đụng chẳng nào cũng thoát được chứ. Có một lần bà gặp ngay cái thằng uống rượu, mà nó bự con cái lắm. Nó chụp cổ bà. Rồi xong nó hạ gục bà luôn. Gớt đầy. Bà đến bà gặp như Đức cái miệng còn méo méo méo. Như Đức nói sao mặt này kỳ cục, bà nói gớt đầy rồi thầy ơi. Nói tôi nói cho bà biết nghe, bà chơi với lửa nguy hiểm lắm. Nó có ngày đó núi này cao còn núi kia cao hơn, bà biết chưa? Bà qua được bao nhiêu chặng mà bà đụng lụ đạn nổ thiệt thứ thiệt là bà chết. Thấy chưa? Cẩn thận quý vị. Không? Về chùa tu mà nghe gì mà ai mà không về. Cái nhắc hoài nó bồi dưỡng bổ túc cho mình hoài nên mình mới đàng hoàng. Chứ đâu phải nghe lần mà được đâu quý vị. Trời ơi, có những cô mà những đức nhắc mà cặn kẽ luôn, nhắc xác thực luôn mà ngồi phía đầu tiên được không? Cô dính kìa. Đừng nói chuyện dẫn chơi hả? Bởi vì thế giới cực lạc mà người ta còn ngày nào cũng thuyết pháp. Thế đừng nói chỉ cõi ta bà này mà bỏ nghe pháp, nó nghe lần đủ rồi. Bày chưa gì cực lạc mà nghe lần đủ. Đúng không? Vừa nghe giờ này vui nè, vừa cỡ phiền não ra một chút bước ra ngoài bặn vô rồi. Nên chiều nay phải nghe nữa nè. Nếu quý vị coi phải không? Nó, chúng ta vừa cỡ là bặn vô liền à. Vì thấy cơ thể mình chưa quý vị? Nó tiết ra mồ hôi, vì thấy dễ chưa? Vừa tắm thôi mà ra mồ hôi là hôi liền. Thì vì cái nghiệp chướng của người mình nó nặng cỡ nào chưa? Chứ đừng có nói mà nghe một lần là xong, tắm một lần mà sạch, không có đâu. Mình còn mang cái thân nè, cái thân tứ đại dơ giấy này nè, là cái thân này là nó là bao nhiêu nghiệp chướng nó đang ở trong cái bao nhiêu cái lỗ chân lông quý vị. Nên quý vị thấy mồ hôi quý vị nó tiết ra hôi chưa? Có sự sân hận, có sự ấu đả hơn thua, bao nhiêu chuyện trong đó nó ghê lắm. Nên bản thân mình phải cần nghe pháp hoài để nhắc nhở mình mỗi ngày luôn, nhắc hoài. Nhắc tới nào về cực lạc, Phật A Di Đà nhắc. Trời ơi, về cực lạc mà Phật A Di Đà còn nhắc nữa kìa quý vị ô. Chứ đừng có nói mà ở cõi này có tu nhắc về thế giới cực lạc có Phật A Di Đà nhắc. Hiểu không? Bây giờ quý vị thấy ai là người nhắc quý vị trong cái cõi này hiện tại mà quý vị đang có duyên với những đức là vì thấy những đức là nhiều nhất đúng không? Nhắc suốt luôn. Nhắc cặn kẽ mà nhắc luôn cái một ghẻ. Ghê không? Nhắc cặn kẽ nhắc luôn một ghẻ. Mà mấy bà còn nhào vô một ghẻ mà. Mấy ông mấy bà còn nhào vô một ghẻ mà quý vị. Ôi ơi giảng nè. Tham lam trộm cắp quả báo gì nói đủ chuyện chứ. Vậy đó mà từ đó tới giờ những đức cũng gặp nhiều người Phật tử quen. Họ lỡ mà nó nỉ nó non này kia đồ. Thầy ơi con khổ quá này kia đồ, tội nghiệp con quá này kia. Quen nghe quý vị. Vậy đó mà thấy tội nghiệp quá. Bây giờ tiền lờ lãi lơ, lãi mẹ lãi con bây giờ. Thầy giúp con lần này để vài ngày nữa thôi là con có tiền con gửi lại cho thầy. Mình nói trong bụng thôi, đã thấy tội nghiệp là biết là có duyên rồi. Đưa là không có suy nghĩ gì đâu. Nhưng đưa rồi mất tiêu luôn. Hồi đó giờ như đứa gặp trường hợp này hoài mà. Nói gì thấy không? Đó là nhân quả đó mà mình nói rõ ràng mà ta còn tìm thẳng ngay mình. Phải chi mà mình chửi bới thì con người mình làm sao nói nhân quả. Nó thôi kệ, đưa rồi là quên mất tiêu, không cần suy nghĩ nữa. Nhưng mà muốn nói cho quý vị nghe, chúng sanh mình không đơn giản đâu. Phải cần được nhắc suốt luôn quý vị ơi. Quý vị mà đàng hoàng cái khổ quý vị không đến nỗi về sau đâu. Nhưng quý vị không đàng hoàng trước mắt thì thấy nó thịnh đó. Nhưng mà về sau nó khổ còn tai hại còn ác đạn hơn nữa. Nên bản thân mỗi người phải nghe càng nghe đạo. Nhất là cái việc trong cái cõi đời này nghe. Đi tu thì đi tu. Nhưng đừng có mà cái kiểu mà nhóm rồi. Nó thành ra cái tâm mà đấu đá lẫn nhau hơn thua đủ chuyện. Rồi trong cái nhóm đi tu đông đông mà có một hai thằng đàn ông trong đó. Đừng có lạng lạng ở trong đó mà gọi là nó nói thuyết pháp cho nghe. Nó thuyết giết rồi. Nó đè mấy bà ra nó thuyết pháp luôn cho mấy bà biết. Cẩn thận. Hiểu không? Những đức là do xuất gia đó.
thuyết pháp là cũng tương đối là một dạng, cái dạng thuyết pháp giỏi đó những đức á, nhưng những đức mà cư sĩ đi rồi những đức đè mấy bài những thuyết pháp cho mà thấy. Cái dạng thuyết pháp mà giỏi kiểu này là phụ nữ đi theo đông lắm, có giỡn đâu, thiết giết rồi mà tùm lum tùm la hết chứ, con cái rớt tùm lum. Nó không thiết ra cực lạc nổi mà nó thiết ra mấy bà luôn á. Mấy bà cẩn thận, nên cái chuyện mà nhóm nhóm đi tu chung đồ mà trong đó có một người đàn ông hay đàn ông mà thuyết pháp hay, nói chuyện ngọt rồi chết, nghe ngay ông thầy thôi, mày không có cửa giảng bằng thầy. Chấm nó đi. Miệng dẻo nói chuyện ngọt, tôi nói cho mà nghe để kinh nghiệm, miệng dẻo nói chuyện ngọt quà cáp chết, đừng có đụng quà của người ta. Ủa tự nhiên tặng quà có gì đâu, tặng quà tôi để cho chồng tôi tặng, đi chỗ khác cho tôi là chánh liền rồi, khéo rồi đúng không? Tự nhiên người ta đưa quà cho tặng nè. Còn như những đức mà tặng quà bị không có sao chứ, những đức cho bị không có sao gì chứ, nó càng tốt. Thì những đức đâu có đòi hỏi gì đâu, các vị công nhận không? Trời ơi, ta chỉ cho chứ cái kiểu đi hộ niệm đồ đó, đêm hôm đừng có để cho người ta chở đi vòng vòng. Rồi thêm đó, kêu đi hộ niệm mà nửa đêm hộ niệm ra ngủ chưa có được, rồi nhìn sao nhìn trăng đồ, ngâm thơ đồ, ngồi nói từ từ viết nó hộ niệm mình luôn á. Nó hộ niệm người kia sống lại mà nó hộ niệm mình chết quẹo. Quý vị ơi, nghe về đức giảng á, quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ nghe. Nó có chứ không phải là nó không có đâu đó. Cái việc từ xưa giờ mà nhiều ban hộ niệm bị rã đám là ngay cái chỗ đó, nam nữ đi chung. Nên đi chung mà kiểu mà chạy xe, nên trưởng ban là phải kỷ luật chỗ này cho rõ ràng. Để không thôi vợ người ta đi hộ niệm với mình mà vợ người ta có vấn đề gì nó chửi mình. Mình là trưởng ban, nó chở đi giết, nó hộ niệm giết, trời đất trời. Nó hộ niệm xong nó chở đi vòng vòng đi ăn hủ tiếu đồ. Hoặc là cái ca này hộ niệm mà thành công, trầu nó dẫn đi ăn lẩu. Ăn lẩu xong vui vẻ quá trời, nó dẫn ra biển ngắm biển đồ chơi, đi phóng xanh. Đi bóng xanh xong kế bên có cái cục đá bự bự, nó dẫn lợn ngay cái cục đá đó, nó phóng xanh mình luôn. Cẩn thận nghe mấy bà, chứ không có chuyện đơn giản đâu nghe. Nó nên đó. Chùa chiền mình mới bị coi như ở đâu, ở bên đây nè, đông nam thì ít nữ, thấy không? Tao nói á, dương thịnh thì âm phải si, thấy không? Còn bên hộ pháp thì âm thịnh thì dương si. Bà thấy tôi điều hành chưa? Bên đó là âm thịnh là nữ đông thì phải dương si, thấy không? Chỉ có một mình tôi thịnh nè, thấy chưa? Những đức là thịnh nhất. Những đức là trong cái dương si đó là có mình một mình những đức là thịnh nhất thôi, thì mới độ được cái vàng âm thịnh kia. Chứ những đức mà si nó đặng nó leo lên đầu nó ngồi hả? Thấy chưa? Còn bên đây là hoàn toàn là nữ ít, mà toàn là nữ lớn tuổi chuẩn, còn nam thì rất là đông. Nó nếu không khéo điều hành mà cho bên hộ pháp mà nam đông vô, ai mà quản nổi, chết mồ luôn. Viết nó phóng xanh tá lả không biết, ai quản lý nổi. Thì thấy không, quản lý cả một vấn đề 2000 con người, cái đầu phải kinh khủng lắm mới bị ô. Ây giỡn đó, hiểu không? Nó nên mình mà đi với đàn ông nào mà nó thịnh quá, bản thân mình tránh nó đi, thấy không? Nó cứ khiều móc mình hoài, chịu đâu có nổi. Có cái bà kia, bà nghe như đức giảng mà bà tránh được. Bà nói thầy, thầy nhờ cô nghe thầy giảng, trời là trời, đi chung với cái thằng đó đi tu mà cứ đi gần nó khiều tay con hoài, làm sao vậy thầy? Nói bà làm bộ hay là bà hỏi thiệt vậy? Nó con hỏi thiệt đó thầy, tuy con có chồng nhưng con quê vụ này lắm. Nó khiều bà có cái động tác gì không? Nếu bà im gu thì nó khiều từ từ, thấy không? Rồi xong bà hỏi vậy bây giờ con phải làm sao? Nó vừa khiều bà cái bà quay lại, ê tôi tán vô mặt bây giờ, nghe chưa? Đừng có giỡn nghe không? Tu làm gì khiêu hoài á? Là nó tránh luôn, là nó sợ. Thì cái thằng Dương kia nó si liền.
Còn mình nó khiều mình một cái mà mình im gu là nó thịnh ra. Nó thịnh bắt đầu nó khiều từ từ. Thường đàn ông mà nó khiều từ từ bắt đầu nó đi ngang đá chân nhẹ mình cái nghe mình quay lên ê ê. Có giỡn với tôi cái này nghe không? Nó đá chân hoặc nó ngồi ngang chứ mình ăn uống đồ này kia nó dậm dậm chân mình nhẹ nhẹ, khiều khiều chân mình cái. Mình á nó nhìn cặp mắt mình là nó thấy mình gì nè. Rồi là nó đón được mình rồi. Mình là phụ nữ dù là có chồng mình phải nghiêm túc cái chỗ này. Hiểu chưa? Nghiêm túc. Chứ không phải là nó khiêu chân mình cái. Nó biết rồi, nó đánh giá được mình liền. Hiểu chưa? Nó lằn mò. Ôi mấy bà, có thấy chưa? Ai mà dạy kỹ đến mức này? Quá kỹ đúng không? Những người mà nghèo nàn, xấu xí, gia đạo làm ăn không ngóc đầu lên nổi, từ ngay cái quả báo tham lam trộm cắp, dù nó không phải đời này đi chăng nó cũng là những đời trước, nhất định là quả báo đó. Thầy Phật dạy mà con người nó tham đến mức mà nặng nề thì chắc chắn là quả báo nghèo nàn. Giống như của cải người ta làm ra cực khổ, mình đi trộm cắp của cải người ta để đem về làm của cải của mình thì đó là mình không làm mà lấy quả thì nó tổn cái phước báo của mình trong mạng sạch đi thì nó nghèo nàn chứ thì sao. Còn không phải của mình mà mình cứ mang lòng tham muốn chiếm đoạt, từ tham tiền bạc rồi thấy vợ người ta đẹp cũng muốn là tham. Không? Thấy vợ người ta đẹp cũng muốn tham, thấy chồng người ta đẹp trai cao ráo cũng tham. Nó kỳ cục. Thấy cái ước gì chồng mình được gì, thấy vợ người ta thì ước gì vợ mình vậy thì nó mình tham. Nó không biết đủ, có rồi mà còn muốn cái khác là tham. Không? Tham nên thăm, có khi mắc luôn con vợ nhà, mắc luôn chồng nhà. Thường mấy người tham vậy cuối cùng không có ai bên cạnh. Rồi tìm cái nữa, con gái còn trẻ hay con trai, nhưng mà bắt cá mấy tay, nghĩa là thương người này thương người kia thương người nọ tùm lum, cuối cùng lại ngộ tay là không có gặp người đàng hoàng đến với mình. Mấy thằng đàng hoàng, mấy đứa đàng hoàng mình lừa gạt người ta, cuối cùng nó cái thằng hay con nhỏ hư hỏng đến nó làm vợ làm chồng mình. Tham nó giảm phước. Mà khi nó giảm phước rồi là cái nghiệp quả nó đến, là cái nghiệp ác nó đến, thấy chưa? Nên cái tâm tham nó đáng sợ lắm. Nên con cháu mình từ khi còn nhỏ mà từ bản thân mình làm nó dạy con cháu. Nó mà tham lam rồi là nó không có được ai tin tưởng, không ai tin dùng. Nó khi nó mắc một cái lớn trong cuộc đời nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ cái người mà tham lam đi làm công cho người ta, nhà cửa người ta đi. Người ta chỉ cần thử cái dính à. Thử để của gì chút xíu rồi dính liền. Rồi là một là người ta cho công an bắt, hai là người ta đuổi. Mình lang thang hoài không ai dùng mình. Mà giết rồi nó mang tiếng. Tham lam trộm cắp người ta gặp mình ta sợ. Thí dụ như mình không có tham lam trộm cắp của người ta, người ta tin dùng mình. Ta gặp mình ta kính nể. Nhưng từ khi tham lam trộm cắp là người ta gặp mình ta rùng mình, ta sợ. Gặp mình là người ta tránh. Đó. Có một cái người này ở trong chùa tu, một ngôi chùa nào đó. Hồi xưa ở trong chùa cũng được quý trọng thương yêu, nhưng ở trong chùa tham lam. Cuối cùng bây giờ ai gặp ta sợ, tránh. Gặp ta sợ lắm. Thì mình thấy quả báo rõ ràng luôn. Cái quả báo là con người mình mà tự nhiên ta gặp không kính nể, không kính trọng mà lại tránh xa mình. Thì đây là một cái quả báo nó đáng sợ cho bản thân mình. Rồi từ từ rồi mình lan can rộng ra tới nhiều người khác trong xã hội nữa. Người ai cũng được gặp mình như vậy chứ. Thì dù như một nhóm người, một đoàn thể biết tránh mình. Nhưng từ từ cái tâm tính nó con người khác sẽ sợ mình luôn. Ai cũng sợ mình hết.
thì bản thân mình phải quý vị thấy cái quả báo đến với mình nó kinh khủng chưa. Ai mà ham mình bị vậy quý vị, đúng không? Đó, người mà như vậy quý vị có giàu quý vị cũng đâu có vui đâu. Cái người mà đã tham lam đi ăn trộm ăn cắp, có giàu nhất thời cũng lo âu nữa. Mình mà có người thân chồng hay vợ mình vậy, mình sợ lắm, mình lo. Cái nào tham kiểu đó thế nào có ngày cũng dính. Nhưng mà người thế gian mà bắt được nó quýnh ghê lắm. Cái người trong đạo người ta không quýnh mình vì người ta hiểu nhân quả. Nhưng mà cái tâm đó, tâm tính nó thành quen tật, rồi nó tới xã hội, nghiệp quả nó đẩy mình đến xã hội bắt được quýnh dữ lắm. Hồi xưa ở cách nay mười mấy năm, gần 20 năm, mà những đức đi ngang cái quận 6, ngay cái chợ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, mà nhớ hoài ấn tượng cả đời. Cái thằng này nó ăn trộm ăn cắp mà ngay cái chợ nó bắt được, nó lấy cái gì đâu chút xíu đồ gì vì mà tập trung bao nhiêu người phụ nữ nó lợn, mà nó cầm gú cao vì nó quất nó bữa đại ha. Nó đưa cái gú cao lên nó bữa vô đầu nó bữa đại, bữa càng mặt mày máu me chảy đầy mặt á. Xong bên phường công an là tống lên xe quất thì một chập, lên xe cầm cây dài dài quất, không quất đại quất càng, thấy không? Cái tội trộm cắp thấy chưa. Mà cha mẹ mà thấy cảnh tình nó xấu mặt xấu mày, dòng họ mà nhìn cảnh tình nó tránh đi chỗ khác, mắc cỡ, mắc cỡ cái thấy có người thân mình mà gì. Nói vậy thấy không? Nên dù mình nghèo cho sạch rách cho thơm, mình nghèo mà mình lo làm ăn chăn chít đàng hoàng, nó cũng có ba buổi cơm. Gia đình dòng họ mình vẫn cảm thấy ngước mặt, người ta hãnh diện có người con cháu gì. Còn bây giờ có giàu đi chăng mà con cháu tham lam trộm cắp, thật sự mắc cỡ. Thấy không? Mắc cỡ đó là gì? Mắc cỡ là tránh đứa con cháu, có ai mà muốn gần gũi đứa con cháu gì. Rồi tự nhiên đến nhà người ta sợ. Cái người mà tham lam đi lại nhà mình kêu đóng cửa lại. Ban đầu còn dị nể người ta, còn nói lời này lời kia, từ từ cho đi. Nhưng mà từ từ người ta không dị nể, người ta nói thẳng, nói mày đi về đi. Mày lại nhà tao không có thích. Tại mỗi lần mày lại nhà tao sợ lắm. Tao sợ mày ăn cắp của nhà tao. Lúc trước nhà tao có con gà mái đẻ, mày lỡ mấy lần sao má mắc tiêu cái mấy đẻ. Vợ tao mới mua đôi dép Lào, mày lỡ con lặn biết đôi dép Lào nó không cánh mà bay. Tao sợ mày lắm, mày đi chỗ khác giùm tao. Thấy không? Mày mắc cỡ không quý vị? Rồi mình mà là người tham lam đó, cái quả báo nó đến với mình là mình không phải ăn trộm ăn cắp, nhưng mà khi người ta mắc của người ta lại nghĩ mình. Người ta nghĩ mình. Nên cô giáo Lưu Tố Văn, bà khi niệm Phật mà bà hết bệnh, bác sĩ nói rằng gặp bà hỏi bà uống thuốc gì mà bà hết bệnh, trong khi cái bệnh lao da này nó đáng sợ, nó còn ghê tởm hơn bệnh ung thư. Cô giáo Lưu Tố Văn mới nói rằng tôi nói bác sĩ nghe tin không, riêng ai nói tôi còn nghi chứ cô nói là tôi tin, tôi chỉ có niệm Phật mà hết bệnh. Rồi cái bệnh lao da đó là nó nứt da ra, con người vô 50kg thì bệnh lao da nó thành 70 mấy kg. Nó mập lên rồi nó nứt da, hết nước nó chảy ra, đáng sợ vậy đó. Nên mặt mày thẹo dít không. Bác sĩ nói tôi đã tin cái việc niệm Phật là hết bệnh rồi, nhưng cô sức loại thuốc gì mà da mặt cô lại lành. Thì cô giáo Lưu Tố Văn có nói rằng cũng chỉ đúng niệm Phật mà lành. Xin thưa quý vị, một con người mà mình chân thật nhiệt tình rồi, lời nói mình nó trọng lượng, trọng lượng đáng ngàn cân vậy đó. Mình nói ra người ta tin thì cái phước báo mình nó lớn. Còn mình mà nói lời giả dối gạt người rồi mình nói thiệt người ta cũng không tin. Nói thiệt người ta không tin, mình thiệt thòi lớn ghê không. Cô giáo Lưu Tư Văn có nói cái là ta tin liền. Nên cái công đức niệm Phật á, không có ai mà giải thích nổi đâu quý vị. Nó không có nhà khoa học nào chứng minh nổi đâu. Đây là vạn đức hồng danh, đây là ngoài sức tưởng tượng của cái loài người chúng ta. Đừng nói là người, loài người bậc A-la-hán còn không thể nào biết rõ hết được. Bậc Bồ-Tát chưa hết được. Chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng.
chúng ta làm sao mà giải thích nổi. Bây giờ tự nhiên cái bệnh ung thư gì bác sĩ người ta soi gọi, người ta coi thấy rõ ràng trong đó bao nhiêu con vi khuẩn gì nó sẽ ăn tràn lan đại hải từ từ ra. Bệnh ung thư này sẽ đi đến một ngày đó người ta tính được luôn là ngày đó nó sẽ ăn và đúng giờ rắc nó phải chết. Bây giờ phải là dùng thuốc gì để bắn mấy cái con vi khuẩn đó cho nó bay ra khỏi đó, nó diệt nó đi. Nhưng mà khi diệt, dùng loại thuốc bỏ vào phóng vô thì bắt đầu là nó lại tác dụng phụ do cái diệt cho cơ thể của chúng ta. Tại thuốc đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó phát tán ra, nó diệt cái mảng này nhưng mà nó sanh ra những cái mảng khác, nó làm cho cơ thể, cho máu của mình bị ảnh hưởng. Nên khi dùng loại thuốc để trị rụng tóc hết trơn là máu mình nó bị ảnh hưởng. Nhớ chưa? Đó, tác dụng phụ ghê không? Nên cuộc đời những ngày tháng sau này mình sống nó sẽ khổ, cơ thể nó giảm sút hoàn toàn. Mà đó không phải gọi là trị mà hết, mà là do thọ mạng chưa hết. Nên trị nó hết nhưng nó không có chịu đau, nên bản thân mình phải chịu kéo dài của cái đau. Còn nếu mình là người tu thì mình tin sâu nhân quả, nó đau nhất thời nhưng nó sẽ hết. Nhưng về sau mình sống, mình sẽ sống bình thường. Hay không? Cái này thì nói với những người chúng ta ngồi ở đây mình tin. Những người nào nghe tin. Còn những người nào mà không tin thì đừng có nghe. Không tin nghe chứ chắc là mệt thì. Đúng không? Không tin thì đừng có nghe. Có nghe đi chăng nữa mà tao lấy cục bông gòn theo. Lúc nào không thích nghe lấy cục bông gòn nhét cái lỗ mũi. Nhét cái lỗ mũi đó trời là trời, nhét cái lỗ mũi sao lỗ tai còn nghe. Hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó mà nó không có thí nghiệm nổi, không có giải thích được. Có nhiều người ta nói không lẽ vậy thì câu ai với đạo Phật này khi mình niệm về Đức Phật A Di Đà, ngày chạy vô cái chỗ đó rồi ngày bắt mấy vi khuẩn ra. Không phải. Cái tác động của tâm tư phiền não sân si khó chịu, nó tác động mà nó sanh ra cái nghiệp trước rồi nó thành ra một ổ vi khuẩn. Tại vì khi nó tác động cũng như là một cái dụ như cái tâm mình đi, nó tức lên thì cái tâm mình bị tổn thương. Cái tai mình nó tức lên thì tai mình bị tổn thương. Chân mình tức lên thì chân mình tổn thương. Mà những cái loại tâm mà nó tức sân hận câu có lên thì nó tổn thương cho máu. Nó làm cho máu mình bị dơ đi. Mà chỗ nào mà nó có cái hiệu ứng mà sanh bệnh thì nó tác động, nó dính ngay chỗ đó trước. Còn chỗ nào có sức đề kháng mạnh thì nó đẩy lui lại cái chỗ mà bị yếu đi. Nên khi mình vừa sân hạn lên thì cái tác động của cái sân hạn nó đưa đẩy bệnh tình đi đến cơ thể mình, chỗ nào căn khuấy bệnh để phát triển bệnh. Thấy chưa? Đó. Nên cái trị bệnh bằng tâm trạng nó cao độ dữ lắm. Nó là đỉnh cao nhất rồi đó. Nó, còn mình dựa vào mà gọi là trị bệnh của cái bên ngoài thì nó chỉ là một cái sự hỗ trợ nào của cái ngoài da một chút thôi. Nhưng phải đặt vấn đề của nội tâm để trị bệnh nó mới cao độ. Tại vì nội tâm á, là sự tác động. Nếu mà nội tâm mà vui vẻ thì cái tác động niềm vui nó đi vào máu mình. Mà khi niềm vui nó đi vào máu thì nó đi đến đâu nó lọc máu mình. Cái niềm vui, cái sự an lạc á, khi mình vui từ tâm mình á, là con người mình an lạc vui vẻ đó, thì nó làm cho tất cả tế bào mình nó được nuôi sống tốt đẹp lại. Mà tế bào mình nó được nuôi sống thì nó trả ra cho mình một cái nguồn năng lượng. Mà nguồn năng lượng này nó giúp cho máu huyết lưu thông, máu của mình sẽ sạch, sẽ tốt. Nên bệnh tình như ung thư này kia thì tự nhiên tất cả những cái loại mà vi khuẩn đồ nằm ở trong mà tác hại đó, thì nó không phải là mình cái năng lượng niệm Phật mà nó giết vi khuẩn, mà nó làm cho vi khuẩn phải được chấp nhận cùng sống với mình mà không tác hại. Hay ghê không? Nên cái từ bi trong Phật Pháp nó không có chữ diệt. Nên khi cái gì mà mình nói mình có cái diệt như diệt khuẩn, diệt, mình có chữ diệt ở trong, là nó có câu tác hại nằm, tiếp tục nằm trong nội tâm. Nó có cái chữ diệt là nó tác hại liền. Mình vừa muốn diệt thì tất cả những cái thứ gì trong cơ thể chúng ta, mà những cái loài gì như vi khuẩn nó nghe cái là nó tức. Nó mày để cho tao sống đi thì tao có hại gì đâu.
thì tao cũng chơi bình thường vậy thôi, tao không có làm gì mày đâu, mày đừng có diệt tao làm chi, hiểu không quý vị? Bây giờ mỗi một con người chúng ta sống trong cái quả địa cầu này, mỗi một người là tế bào của quả địa cầu. Nghĩa là quả địa cầu là cái thể chính, còn chúng ta là tế bào như một cọng lông trong quả địa cầu. Hiểu không? Bây giờ nếu chúng ta phá hoại cái quả địa cầu chính thì chúng ta là bị tác hại hay sao? Nên mỗi một con người chúng ta chỉ cần sống trong quả địa cầu này, mình như một cọng lông, mình cứ sống như một cọng lông, mình thường mọc bình thường vậy đi. Hiểu không? Vậy thì tức khắc chúng ta cùng sống trong cái quả địa cầu tốt, thì quy lại chúng ta như một cái thân chính, thì mấy con vi khuẩn nó cũng như là một cọng lông vậy đó, nó nằm trong cái thân chính của chúng ta. Chỉ cần chúng ta cho nó được sống thì cũng như mình cho mình được sống. Tại vì sao? Mình cho nó được sống, đã là thương nó cho nó được sống thì bản thân nó sẽ cho mình sống, mình đâu có quấy rối làm gì. Nhưng khi chúng ta săn hạn lên thì nó làm cho cơ thể chúng ta nóng lên. Mà cơ thể chúng ta nóng lên thì nó động đến những cái loài sống trong cơ thể chúng ta. Khi chúng ta săn hẳn, chúng ta bực dọc cái gì thì nó làm nóng lên, nó làm cho giống như là lửa thiêu đốt những cái loài đang sống trong cơ thể chúng ta. Mà những cái loài đang sống trong cơ thể chúng ta nó sẽ bỏ vị trí, nó sẽ chạy lang thang, tứ tung lang thang trong người chúng ta. Nên cơ thể chúng ta bắt đầu nó bị tác động thì nó mới sanh ra những loài bệnh hoạn này, bệnh kia, bệnh nọ. Nếu nó quy về một chỗ nào mà nó bị tổn thương đó thì nó hoàn toàn nó quy về cái chỗ đó để nó tác động chỗ đó đi bị bệnh trước. Nên khi mà mình dịu cái tâm lại thì tức khắc thì nó cũng biết được là mình đã cho nó sống, nên nó cảm thấy nó mát mẻ, nó thoải mái khi ở trong cơ thể chúng ta. Thì tức khắc mọi vị trí nó trở về vị trí bình thường để sống, nó không có quấy rối gì. Vì sao? Vì nó quấy rối cơ thể mình thì nó cũng không có chỗ để sống. Khi mình vừa chết đi thì bản thân nó cũng không có chỗ để nương dựa, nên nó cũng mong muốn mình thở sống bình thường để nó được sống. Đó. Nên câu vật hiệu là một cái liều thuốc tuyệt vời. Nên mới nói rằng là một câu A-di-đà là viên thuốc thần diệu, nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà. Ung thư hay bệnh gì cũng vậy, chỉ cần niệm Phật vui vẻ thôi là tự nhiên nó hết à. 100% quý vị nó sẽ hết á. Nhưng mà bản thân chúng ta có khi đau quá mình chịu không nổi, mình phải có một cái sự hỗ trợ đó. Chứ thật sự là nó hết. 100% nó hết. Như quý vị coi mình lại 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, mình có mệt gì mệt chứ mình không có xỉu. Cơ thể mình thì nó làm việc quá thì nó mỏi. Nhưng mà thật sự nội tâm của mình nó được nuôi dưỡng bằng một cái sự an lạc thoải mái. Nên nó không có làm sao để cho cái cơ thể mình phải xỉu đi. Hiểu không? Và nó hồi phục sức khỏe rất là mau. Mà khi lễ xong rồi thì cái trạng thái tâm mình nó càng đặc biệt còn tốt hơn. Tốt hơn. Nên ta mới đi lại Quán Âm. Bây giờ mà nhà Đức đưa lên 4000 lại thì người ta sẽ đi lại còn đông hơn nữa, vì trời xem. Lại đông hơn. Không dễ đâu. Như vị đưa lên 3000 lại thì người ta lại có chừng là chung chung không đông mấy. Như vị đưa 4000 lại người ta mới lại đông. Con người ta là nó thích thì phải làm sao để mà trải nghiệm với quý vị. Cảm giác lạ, cảm giác mạnh. Thấy không? Nó hừng hực cái tâm. Nên cái người mà giảng đạo và hướng tu, mình phải nhìn được cái tâm con người vậy để mình đánh đúng lương tâm của họ, thì mình mới hướng dẫn họ tu đông người. Chứ nếu không á, lệ là không có ai đến. Có những người ta cũng cho tổ chức lại Quan Âm mà có mấy người đi lại. Nhưng mà tại sao như Đức tổ chức lại người ta lại ầm, người ta đi ùi y. Bây giờ mà có những người mà chương trình mình tổ chức là người ta phải làm trước luôn. Thì nghĩ đi. Nghĩa là cái chương trình mình nó vừa vui mà nó có nhiều cái kết hợp vào, làm cho người ta đến người ta giữ cái chương trình mình mà người ta thích, người ta vui dữ lắm. Nó thêm một cái nữa, mỗi một cái chương trình nó phải có pháp thí nằm vô, nó mới thù thắng. Pháp thí ấy, nó thù thắng lắm. Nên từ hôm nay mà mỗi lần lễ viếng Quan Âm á, là những đứa kiếm một cái máy niệm Phật nào mà đẹp đẹp nhỏ nhỏ được. Lạ, mỗi lần là chương trình là phải làm cái. Rồi quý vị sẽ thấy, khi làm một cái máy lạ, rồi quý vị coi cái pháp thí nó duyên.
duyên với chúng sanh. Người ta cũng có thể mua được, nhưng mà ta về chùa mà được tặng là ta thích. Lạ vậy đó. Ừ. À, nên cái pháp duyên của cuộc đời mình đi đến cái cõi này, pháp duyên mình nó dày, pháp duyên mình nó cực kỳ dày luôn. Mỗi một con người mình mà hiểu mình tu phước tu duyên, cái này là cái quan trọng. Còn mình đoạn phước đoạn duyên là mình dạy. Ta ở đời này mình sống mình còn nghĩ cái đời kế tiếp, cái đời kế tiếp, cái đời kế tiếp, để bản thân của mình nó được có duyên có phước. Ai mà dạy gì đời này mình đoạn duyên đoạn phước thì những đời kế tiếp mình càng khổ đau. Đời của mình có duyên có phước, mình còn dạy cho con cháu mình có duyên có phước. Con người có duyên có phước, giống như có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Còn mình mà đã là đoạn duyên đoạn phước rồi, mình có đi chi cầu cũng không có gì. Người ta thì làm chơi có thiệt, còn mình làm thiệt không có cái gì. Người ta làm chơi 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 chơi, người ta ngồi ở nhà có người đến ngủ người ta làm ăn à, đem đến của cải tới nhà đưa cho người ta. Còn mình mà không có phước có duyên, mình đi cào vấu, mình đi tìm kiếm, mình đi đầu này đầu nọ, mình lặn lội mình tìm, mà đi còn hao xăng nữa mà còn không có tiền. Có mà. Ở cái ông đó nói tờ ơi, nói thiệt với thầy, từ khi nghe thầy giảng tới giờ đỡ tốn xăng. Hồi đó mà thầy biết không, đi vòng vo tam quắc, chạy xe lang thang đi kiếm cách làm giàu, đi cả ngày, chiều về vợ hỏi ngày nay có kiếm được cắt nào. Nó không có tốn một cắt mà mày đưa 100.000 đổ xăng sạch nhất. Thấy chưa? Thấy không? Vậy mà từ khi mà ông biết chùa mình tới giờ là thứ bảy chủ nhật ông lợi ông tu. Có nghĩa là ông lợi ông tu thì vợ cho 100.000, ông xài có 10.000. Rồi cuối cùng lợi ông tu, cái tự nhiên gặp cái anh đó, anh làm công ty, có công ty, thấy anh này thiệt thà quá, cái cho vô cái chỗ làm. Bữa nay anh làm cho cái công ty cái ông đó, một tháng ông được 12 triệu. Đặc biệt không? Tự nhiên lạ kỳ vậy đó. Nó đi bao nhiêu ngày tháng, ngày nào cũng tốn tiền xăng mà không có việc làm. Mà giờ lại vô chùa tu, tự nhiên nói chuyện gặp ngay cái ông này. Ông là có công ty, thấy ông này đi tu thấy hiền, cho vô chỗ làm ông làm. Nó bị thấy không? Có phước thì có vàng à, tự nó đến với mình. Nó, có những người ta bỏ công cực khổ lắm, nhưng bỏ công nhiều nhưng mà không được bao nhiêu. Nhưng có những người mà người ta tu phước duyên lớn rồi, tự nhiên nó đến với người ta. Mà con người mình á, thật sự mà nói vị ơi, mình mà tu mình hiểu rồi, cuộc sống mình chung chung nó khỏe nó nhẹ. Cái mà mình gầy dựng là cái mặt tâm linh về hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc gia đình nó cao. Bây giờ vợ chồng được sống với nhau mà cứ lo đi kiếm tiền hoài, có bao giờ được ở bên nhau giờ giấc bao nhiêu đâu. Không có được ngồi nói chuyện bao nhiêu thời gian. Nó cứ cắm đầu cắm cổ lo làm hoài vậy. Rồi cuối cùng một ngày nào chết đi bắt đầu là than thở. Ông ơi ông, sống với bao nhiêu năm chờ, cứ vợ chồng đi kiếm tiền lo làm ăn không, mà chưa có một ngày nào tôi thấy ông được vui vẻ hết trơn ông ơi. Bây giờ nghĩ là có tiền chuẩn bị dẫn ông đi du lịch chơi, ông chết queo rồi trời ơi trời. Thấy chưa? Hiểu không? Bây giờ lúc còn khỏe, vừa rảnh rảnh mình đi nè, sơn thủy hữu tình đồ, bản thân mình đi vòng vòng đồ, mình chơi đồ, lời chùa tiền đồ, có khi mà vui vẻ ngày thứ bảy chủ nhật đồ, có nụ cười nghe pháp. Rồi vì thấy nghe pháp ai mặt cũng tươi rói, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, cái vợ chồng được ngồi bên nhau đồ, nói chuyện đồ, đi vòng vòng chùa, vừa đi vừa niệm Phật đồ, vì thấy không? Vậy mà thường là bị cái tâm này nè. Thôi bây giờ tôi với bà cố gắng lo làm ăn đi, rồi mai mốt mình có tiền rồi lúc đó muốn đi chơi đâu đi, lúc có tiền bạc xong đi rồi tôi mua cho bà 5 phân vàng cho bà đeo. Thấy không? Rồi lúc đó tôi cho bà ăn diện, mua bộ đồ cho bà bạn. Tại lúc đó nó già chát rồi, bây giờ đeo vàng đeo gì, ăn diện gì nữa. Già rồi ăn diện cái gì? Ăn diện là ăn diện cái lúc mà ta còn trẻ trẻ đâu á, thì bận vô đồ vô còn thấy nó đẹp, còn thấy nó còn dáng dốc thì bận nó còn đẹp. Còn bây giờ đợi tới nó già chát luôn, có tiền đi chăng nữa hưởng thụ cái gì bây giờ? Công nhận quý vị. Đó, ngồi suy nghĩ đi. Mà nhiều người bị cái bệnh này lắm nghe quý vị. Cứ đợi tới giàu đi rồi hưởng. Trời ơi, giàu đi chăng nữa cũng đâu có hưởng được. Đâu có hưởng được đâu. Khi mình có tiền thì con mình nó cũng lớn luôn rồi. Thì lúc đó bắt đầu là tiếp tục tới nghĩ cái chuyện làm sao sắp xếp cho con cái. Bản thân chúng ta tiếp tục cứ vợ gả chồng cho con phải
cắt nhà cho con, tiếp tục lo nữa. Rồi mình lo vừa xong cái chuyện đó thì đứa con nó đẻ ăn đứa nữa. Nó đẻ ăn đứa thì mình phải lo cho cháu. Cuối cùng cái gánh nặng nó cứ kéo mình. Rồi đến khi mình ra đi, mình chết đi, cuộc đời mình cuối cùng nó mù quáng trong cái chết chóc. Mà đa phần là nó mù quáng trong cái chết thì nó đi đỏ chưa? Thê thảm chưa? Một đời thấy thê thảm chưa quý vị? À, Phật Pháp giải thích cho vị nghe thấy rõ ràng chưa? Nó nên đó, con người người ta vì vật chất mà người ta có thể tham lam trộm cắp, làm đủ tiện tội lỗi để mong là con cái được đầy đủ. Vì quá thương con, người ta thường nói câu nói con mình cũng như là núm ruột của mình, thương đến mức gì nên không có bao giờ mong muốn cho con mình nó khổ. Nên cha mẹ bất chấp tội lỗi để mong cho con được đầy đủ. Nhưng mà mình có hiểu được những cái điều mình tạo tội lỗi đó làm sao con mình nó thịnh vượng được quý vị? Vì cái gốc là bản thân mình đã hư rồi. Thì giờ cành lá hoa quả là con cái làm sao phát triển được? Muốn cho cành lá hoa quả phát triển thì bản thân của mình là ông bà cha mẹ phải có đạo đức. Nên người xưa ta nói một câu rất là hay: ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Thấy không? Nên quý vị đi về chùa vì nghe gì không phải là vì mê tín đâu nghe. Quý vị đi về chùa mà quý vị thắp nhang, quý vị xá, quý vị cúng cho Phật, nải chuối, bông hoa, quỳ xuống quý vị cầu tùm lum, cái đó quý vị mới mê tín. Phật nào mà đi làm cái chuyện đó cho quý vị đầm bậy. Phật nói gieo nhân thì gặt quả, chứ làm gì mấy vị lỡ chùa bị cầu Phật tùm lum. Có nhiều bà mà lỡ gặp quỳ tượng Phật mà cầu Phật ban cho con thằng chồng đẹp trai. Có nhiều ông mà cầu mà để cho tôi được người vợ đồ, thấy không, vợ đồ cho nó đẹp đồ, cầu hoài. Có những người thì ngày nào cũng mua vài tờ giấy số để trong bàn thờ, chứ lỡ ngay bàn thờ ông bà Nam Mô A Di Đà Phật, phải chi niệm câu Nam Mô Phật cũng ngon nữa. Không niệm lỡ bàn thờ ông bà thóc nhang đó, ông bà có nội có ngoại ơi, giờ con cháu nó nghèo nàn quá trời, nên có nội có ngoại, bên nội bên ngoại dòng họ cố sơn sợ sợ gia hộ cho kêu chúng tấm giấy số này đi. Còn mà chúng tấm giấy số này cũng mua con heo quay con cúng ông nội. Mua tấm giấy số này mua con heo quay cúng cho ông nội ngoại. Cái giá hoài, giá giết mà không có bao giờ trúng số. Bắt đầu nhậu vô tức. Này là 100% luôn chứ quý vị biết chữ. Ông nội ông ngoại hết cúng cái này tới cúng cái kia, chớ hề cầu nguyện cho con cháu. Cứ cầu chúng giấy số hoài mà không cầu ông gia hộ cho chúng giấy số gì chứ. Năm nay mà tôi không trúng số tôi dọn xuống tôi khỏi thờ. Thì ông nội ông ngoại mình mà chưa siêu nó dùng cái thứ mắc dạy. Mày là cái thứ mắc dạy, tao làm sao mà tao cho mày trúng số được. Nếu mà tao cho mày trúng số thì ông cố nội cố ngoại tao cũng cho tao trúng số rồi. Cuộc đời của tao cũng khác gì mày đâu, tao cũng cầu vậy đó mà cả đời tao cũng cốt khỉ quần cốt khỉ. Mày tới mày mày cũng làm y rang gì. Trời ơi, mong sao chờ Phật gì gia hộ cho con cháu tôi nó tỉnh táo giùm tôi đi trời. Họ cũng cầu nguyện cho con cháu họ đó quý vị, hiểu không? Nên chết rồi ngồi bàn thờ cũng không yên. Nên những đứa kêu á, để cái đèn bông sen trên bàn thờ cho ông bà tổ tiên chưa siêu nghe. Để chi biết không? Để họ kéo đầu kéo cổ con cháu vô chùa. Cho nghe Phật Pháp ngày Chủ Nhật đi. Cho nó nghe ngày Chủ Nhật á. Chúng ta mấy vị mà không kéo đầu kéo cổ nó vô chùa cho nó nghe Phật Pháp á, là nó cầu nguyện này kia rồi không được rồi nó nhậu vô nó chửi cho mà biết. Chửi sẵn xả luôn. Cho việc không có giỡn đâu quý vị. Giống như mà cái câu chuyện mà Du Tịnh Ý Công gặp Táo Thần. Nghèo thì nghèo nhưng mà năm nào cũng cúng cho ông Táo, viết một tấm sớ đốt trình lên Ngọc Hoàng. Đến một ngày nọ rồi người thiện căn đã đến, Táo Thần xuất hiện liền, có nghĩa là hờn trách Táo Quân tại sao không gia hộ gia đình ông. Táo Quân hiện thân ra mới nói cho ông nghe về cái tâm trạng của ông. Có người tạo tội nghiệp, tâm xấu xa nói rõ cho ông nghe hết.
cách sám hối của ông là gì? Là ghi lại để cho người sau nhìn đó mà tránh đi. Rồi ông tu nhân tính đức, ăn chay niệm Phật, chỉ ông ăn chay niệm Phật luôn. Quý vị biết rằng khi ông ăn chay niệm Phật rồi, gia đạo của ông hoàn chỉnh từ từ, từ một đứa con bị điên, hết điên luôn, chuyển hóa luôn. Thằng con trai nó bị lạc lòi, vậy đó mà tự nhiên ông lợi đó, ông dạy học ngay cái gia đình mà gọi là thằng con trai ông được gia đình nó nuôi. Thằng con trai mới sinh ra thì nó khi nó lớn lên biết đi chút đỉnh thì ở dưới cái bàn chân nó có nút ruồi. Tự nhiên sao không thấy được nút ruồi, tìm được đứa con luôn, bị thấy không? Khi mà phước báo nó phát triển rồi đó, gia đạo nó thịnh từ từ, nên nhà ai mà có người khùng điên rồi đó, về chùa mình tu hành ăn chay niệm Phật nghe pháp đi, nhưng nó hết khùng điên à. Nó lạ lắm, nó chuyển hóa từ từ. Trời ơi, cái việc này phải có thiện căn mới tin được. Quý vị biết rằng cái phước báo cũng như là cái đèn mà nó đủ dầu vậy đó, như đèn mà đủ điện vậy đó. Cái năng lượng thì như là điện vậy đó, mà con người mình khi hết phước rồi là nó tối tâm hết dân hoàn toàn à quý vị. Khi mình hết phước là mình tối tâm, mình có nghĩ ra cái gì tốt hết chân á, mình nghĩ tiêu cực không à. Rồi mình càng nghĩ tiêu cực á thì mình đã nghèo, mà còn nghĩ tiêu cực nên mình bệnh, thấy chưa? Nên ta nói nghèo mắc cái éo. Kỳ cục, nhiều người ta nói nghèo mắc cái éo. Cái éo là cái gì? Éo ha, cái éo rồi tôi nói mắc cái éo. Hiểu chưa? Ý nói là nghèo mà còn bệnh hoạn, là còn cái một cái thứ xấu đeo theo, là nó nói cái eo đó. Nghèo còn mắc cái eo. Nghèo rồi á mà nhà vợ còn bệnh lê rề, không? Nghèo rồi mà chồng đi ăn nhậu xong về có một cái tô cũng đập. Có gia đình vậy không? Có hết trơn á, thấy không? Vợ chồng làm cực khổ, nghèo, mua cái tivi ở nhà đang hai chồng coi chứ, mua tivi về, chồng đi nhậu về, bắt tivi của nó hột không, chớp, chồng nó nhậu vô xỉn, nó tức chữ tivi, dùng cái tivi mắc dạy, nhậu xỉn ơi chữ tàu lao nói vậy ơi, tivi mắc dạy, cái vợ nó ra miệng, vợ nó dùng cái thứ ba trợn, tivi mà mắc dạy, có ông mắc dạy thì có. Rồi xong cái chồng nói nè, mày nói câu đó tao đập cái tivi này bây giờ cho mày biết, mày tin tao đập tivi này không? Vợ nó ngon đập đi, đàn bà đi ưa thách quý vị ơi, tàu lao. Mà đàn ông người ta đã nói câu đó rồi thì mình bỏ đi chỗ khác đi, thì nó đâu có đập cái tivi. Vậy đó mà chim vô một câu, mày đập đi, mày đập đi thì khỏi coi. Tức lên giác tivi đập cái rầm bể tivi, xong đi ngủ. Ngủ xong sáng thức dậy nói em ơi bắt tivi coi. Lúc đó tỉnh rồi, nó lỡ nó cầm cái cây nó quất vô đầu, vì tivi, tivi nè, qua mày nhậu xỉn mày đập tan nát cái tivi rồi, còn tivi đâu mà coi nữa. Bây giờ nghèo mắc cái eo, nghèo đi vào tiêu cực. Phải chi mà đi lại đây nghe pháp thì đâu có nhậu, mà ăn chay trường nó hiền hậu thì coi tivi lai rai chứ. Dù nghèo nghèo nhưng mà đi làm cả ngày, tối về hai vợ chồng ngồi coi tivi đồ chơi nhịp chân. Nghèo nghèo chứ em, pha cho anh tép cà phê coi, đúng không? Nó cũng là vui mà, ngồi nghe đồ ha, nó coi tivi đồ chơi, vợ chồng rồi bắt pháp đồ coi chơi ha. À, thầy giảng vui ghê ha. Vậy thì quý vị thấy chẳng có cái hạnh phúc. Như hồi sáng có cái ông vô chùa Hộ Pháp ấy, vô đi vòng nhà ăn, đi vòng mặc giáo giác đi làm nè, tưởng nó bị bệnh lắc không, đầu lắc đi tìm mấy cô là hỏi chú tìm ai, kệ tôi, nó thở trên trời dưới đất nhiều kỳ cục. Chú tìm ai, kệ tôi. Xong nhà đứa kêu Nhân An là hỏi coi ông đó coi ông bị bệnh lắc hay gì kỳ cục vậy.
Nhưng ăn lại hỏi ông, ông nói tìm vợ tôi được không? Ông nói được, nhưng mà chú tìm vợ chú á, chú vô chùa chú hỏi đi, chú hỏi một cái đi, người ta chỉ chú dễ tìm, thấy không? Nó nghĩa là hỏi ngay cái phòng đăng ký, rồi phòng đăng ký người ta mới tra sổ ra tên vợ chú là tên gì, rồi người ta sẽ kiếm giùm cho dễ hơn. Thì chú đi giáo giác, đi vòng chút, quý chú ẩm chú cũng đem ra ngoài luôn bây giờ chứ đừng nói lãng hoạn, nghe chưa? Nói, xong lúc đó nghe cái này. Nghe cái là nó nói tên vợ đồ ra, cái ra ngoài phòng đăng ký, ăn dẫn ở phòng đăng ký ngoài á, rồi xong á kiếm, nói chú ở đâu, nhà ở đâu đồ, rồi sao mà chú vô đây tìm vợ, cũng nói là người ta chỉ, người ta nói á, vợ tôi á nó đi vô ngôi chùa của ông thầy ưa cười, nói vậy đó. Mình giờ thêm cái pháp danh là ông thầy ưa cười. Nói rõ ràng luôn là vợ tôi vô chùa tu là người ta nói là vô ngôi chùa của ông thầy ưa cười. Chắc ông thầy khùng. Đúng không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là rồi xong á, kiếm không có bên kia. Nhưng mà chắc chắn hai trong ngôi chùa này cái chừng có. Chứ cần lợi ngay chỗ, có chưa? Có rồi kiếm phòng ngay chăng cái phòng đăng ký thì hỏi người ta là xong rồi, tự nhiên sẽ thấy thôi. Đi giáo giác tìm đâu là tao tìm vợ, thấy không? Nên từ nơi đó mà có khi được sống bên nhau không có chăn quý đâu, chữ người ta hay đánh người ta gì đó, hoặc là cái gì đó giận hờn nhau, thường là ưa vậy lắm. Còn sống với nhau giận hờn không có chịu tha thứ đâu. Nhưng mà khi mà chết rồi bắt đầu than thở, khóc lóc, than vang. Có nhiều người đứng ngoài đó nắng quá, ta đi vô phía sau này mát nè, có mấy anh em chỉ giùm mấy cô, chỉ người ta đi ra đường này, đi vòng vô mát, vô đây mát ngồi nghe. Nên khi mà mình buồn giận đồ đó, mình tha thứ càng sớm càng tốt. Để lỡ mai mốt mình chết xong là mình hối hận lắm quý vị ơi. Mà nhiều người vậy lắm á, khi chết rồi bắt đầu là nắm tay nắm chân, than thở, than thở dữ lắm. Ông ơi ông sống lên đi ông ơi, ông tôi tha thứ cho ông ơi, ông ơi không? Nên từ nơi đó bà sống đi bà, vô mỗi ngày dân hờn nhau. Mà tôi còn thấy bà bữa nay thầy ơi trời ơi trời, bà sống lại đi bà, tôi tha thứ hết bà. Vì nghe công đoạn này á, nên quý vị á, đặc biệt nhất là cái gì phải không? Đặc biệt nhất quý vị là tha thứ càng sớm càng tốt. Nghe không? Tha thứ càng sớm càng tốt. Tại vì mình có duyên có nợ, mà duyên là có thuận duyên có nghịch duyên. Mình sống với nhau là có duyên có nợ, như thuận duyên nghịch duyên. Vậy bây giờ nghịch duyên mình tha thứ để thành thuận duyên. Nếu mình nghịch duyên này mình không tha thứ, mình chết đi nó thành ác duyên. Nhờ đi, nhiều đời nhiều kiếp này, cái ác duyên này nó đưa đẩy mình gặp nhau hoài để là báo thù nhau, đại thù đại hận. Nghe không? Nếu như mà bây giờ trong cái thời gian mình sống, mình nghe đạo gì mình tha thứ liền đi, để nó chuyển nghịch duyên, nó chuyển thần ác duyên nó thành thuận duyên, thấy không? Thuận duyên để mà mình tu hành thì mình đưa hướng đến giải thoát. Chứ mình đi buồn giận với nhau để trong tâm chi, nó có lợi ích gì đâu, nó không giải quyết được vấn đề. Vì nghe những cái điều này nó ăn xin lắm nha quý vị, rất là nhân sinh luôn á. Nó cởi mở tâm tư, nó nhẹ nhàng dữ lắm. Mong quý vị về chùa nghe pháp đồ hiểu được nhiều cái để dạy con cháu quý vị, rồi để bản thân chúng ta sống ít gì nó một đời người nó cũng tiếp nhận Phật pháp, rồi sống cái cuộc đời cũng hạnh phúc, rồi để mà cuối cuộc đời mình có con đường đi về, đó là thế giới cực lạc nha. A Di Đà Phật. Mà chúng ta đọc 12 lời đại nguyện, quý vị quy về 12 lời đại nguyện cầu sanh cực lạc nha.
Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta mỗi người phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo tăng này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Khi về chùa mà mình tu tập gì, có những câu chuyện như Đức kể bị nghe mà xác thực. Nhưng hôm qua Đức gặp cái gia đình khi ngồi nói chuyện, xong có một hương linh thai nhi nhập vô mẹ đó, nhập vô mẹ, nói rằng con cảm ơn thầy, từ khi mà ba mẹ con nghe thầy giảng, xong rồi chủ nhật thứ bảy thường về chùa tu, nhờ về chùa tu mà con cũng được về chùa con tu luôn. Rồi lúc trước ba mẹ con mỗi lần mà tu xong cứ chạy về, không có chịu ở lại cúng đĩa thực, con hận ba mẹ con ghê, ghê không? Mà từ khi mà thầy nhắc cái ba mẹ con mới ở lại để mà để cúng đĩa thực đồ này kia, con được hưởng tài thọ thực, giờ con cảm ơn thầy. Rõ ràng là chúng ta mà đi đến cái nơi tu hành đó quý vị, là phản âm ta được nhờ nhiều.
Rồi xong mà những đức niệm Phật kêu cháu thôi con đi ra đi. Rồi xong mà hỏi bà mẹ gia đình nói là rõ ràng từ khi mà về chùa tu ngày Chủ nhật thứ bảy gia đình bình yên lắm. Rồi có hai đứa con lúc đó nó lì lắm, nhưng mà bây giờ tự nhiên từ từ nó chuyển hóa. Thì ra rõ ràng nghiệp quan gia nó làm cho những đứa con hư, nhưng khi mình tu mình chuyển nghiệp quan gia tự nhiên con mình hết hư. Nó rất là rõ ràng đó quý vị. Nên những đức nói cái ngày lễ viết Đức Phật A Di Đà quan trọng. Tại vì cái tâm niệm những đức đã nói rằng là cái ngày lễ viết Phật A Di Đà là giống như mình cầu siêu cho những cái người chết chưa siêu. Giống như người ta thường niệm Quan Âm là cầu an, nhưng mà thường niệm Di Đà là cầu siêu đó quý vị. Nhưng mà mình lấy cái lễ viết Phật A Di Đà này để mình cầu siêu chư hương linh đi. Nhiều người mang nghiệp phá thai và nhiều quan gia đi theo. Mà cái oai lực của đạo tràng mà ngày đó mà cái tâm niệm đó nó lớn dữ lắm, không phải giỡn đâu. Mà cái lúc niệm Phật lễ Phật đó mà mình cái tâm vậy đó, mình đốt đèn bông sen lên rực rỡ vậy nữa thì cái Phật quang phóng quang và nhiếp thọ tiếp dẫn chư hương linh về cực lạc. Mà nó giúp cho cái gia đình người ta được bình yên. Tại vì phần âm mà được siêu thì phần dương được lợi. Cái này là 100% nên cái từ trường cái nơi nào mà chùa chiền tu vì vô cái từ trường nó tốt, vì phần âm được siêu nên phần dương được lợi. Đó là những đức nêu lên để cho quý vị, mọi người khắp nơi nơi quý vị, mình về mình dự cái lễ viết Phật A Di Đà 3 ngày là đại pháp hội lớn á. Này quan trọng lắm, tổ chức khó nhưng mà mình về mình tu không có khó. Ban tổ chức người ta sắp xếp bao nhiêu việc nó không phải dễ đâu. Mà những đức nghĩ bao nhiêu cái việc để cho quý vị được nhờ nó mà mình không quyết tâm mình về thì nó lơ là tự nhiên nó bị kéo không đi về được. Cái tâm quyết phải cho cực kỳ mạnh, quyết tâm thì tự nhiên mình về mình tu tập tự nhiên có những cái chuyển hóa nó tốt đẹp. Tại vì ba ngày này nó không phải hình thức mà nó hoàn toàn thật chất để mà mình tu tập để mà được lợi ích, nhớ nghe. Nên cái công đức của mình đi về đây tu tập lớn lắm, nên chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ ngày này xây chùa mà chúng ta về đây mình tu tập có điểm nương tựa. Rồi hồi hướng cho tất cả quý Phật tử và tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức chết chưa được siêu thoát, đều nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư vị. Nguyện tất cả chư hương linh thần thức được tỉnh táo sáng suốt, biết nương vào bộ nguyện Di Đà để niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tây như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim tây như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Nhự đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, thử thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng.
Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, tam nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ê Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. Đọc tam quy y xong mình thả chim nha. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. À, chúng ta xuống chai đường để dùng cơm quý vị. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật.